tông nội thủ tịch kim cương bị Diệp Quân Lâm một quyền bạo thành huyết phụ. Thật là khủng khiếp thân thể cường độ a. Hãn Phỉ Thế nhưng cũng là một người thể tu, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn nắm giữ công pháp càng cường. Thủ tịch kim cương huyết cừ cần thiết muốn báo, đại gia cùng nhau thượng. Long hổ chùa mặt khác kim cương cùng công chi, nhưng mà kết quả đều là bị Diệp Quân Lâm cường ngạnh đánh chết, thậm chí ở toàn bộ trong quá trình hắn cũng chưa sử dụng thần binh. Loại này cảnh tượng quả thực làm người sợ hãi tới rồi cực điểm. Mặt khác tông phái cường giả sôi nổi lui về phía sau, Diệp Quân Lâm ba người một thú lại là càng đánh càng hăng, trực tiếp đem tử kim thương sẽ liên quân giết được chật vật bất kham. Ở tinh nguyệt thần tông quan chiến ngụy thư dương đám người đã sớm khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lại lần nữa bị Diệp Quân Lâm bày ra ra tới cường đại thực lực chấn động ở, đặc biệt mộ dung khuynh tuyết hai nàng biểu hiện càng là ra ngoài mọi người đoán trước. Các nàng trong tay thần binh thế nhưng đem sức chiến đấu tăng lên tới như thế trình độ, không hổ là đỉnh cấp rèn đại sư. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa, vẫn là về trước Long Dương Thành kém nói một chút tình huống như thế nào đi. Ngụy Thư Dương đề nghị, những người khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Bởi vì phía trước cùng Thái Ất Thần Tổ Cường giả nhóm mất đi liên hệ, cái này làm cho Ngụy Thư Dương rất là lo lắng, rốt cuộc những người đó nhưng đều là tổng bộ phái ra tới. Đến lúc đó cùng Diệp Tiên Sinh nói một tiếng, chúng ta đi tra xét rõ ràng tình huống lúc sau liền gấp trở về. Ngụy Thư Dương công đạo xong, liền mang theo vài tên tâm phúc cưới vân thuyền phản hồi Long Dương Thành. Đến nỗi bọn họ mang đến đại quân như cũ lưu tại tinh nguyệt thần tông, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trên đường không nói chuyện, đường Ngụy Thư Dương chạy về Long Dương Thành phân hội khi, thái ất thần tổ 800 cường giả đã bị sao trời hải điện cùng hắc giáp thiên quân vây quanh cái chật như nêm cối. Ngụy Thư Dương, người trở về vừa lúc, người có biết tinh nguyệt thần tông hiện tại tình huống như thế nào? phía trước có phải hay không các người thái ất thương sẽ to lớn tương trợ mới được tiêu giao vương đại quân cùng trăm luyện thiên tông đánh tan người tốt nhất đúng sự thật trả lời nếu không các người phân hội tất bị san bằng mọi người sôi nổi lạnh giọng chất phấn ngụy thư dương cười khổ mà nói nói chư vị các người ở chỗ này trọng binh trông coi không có bất luận cái gì ý nghĩa tiêu giao vương cùng trăm luyện thiên tông đều là diệp tiên sinh giết đến nỗi thái ất thương sẽ từ đầu đến cuối cũng chưa hỗ trợ ao ao xôn xao Hiện trường một mảnh ồ lên, không có khả năng người cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lừa gạt sao? Trăm luyện thiên tông phó tông chủ cùng tiêu giao vương đều có thể so với đỉnh cấp cường giả, hơn nữa linh thú đại quân cùng chư thần kiếm trận bằng vào một cái hãn phỉ như thế nào có thể thắng? Nhanh lên đúng sự thật công đạo, chúng ta nhẫn nại là có hạn độ. Hai bên thế lực căn bản là không tin ngụy thư dương nói. Bất quá nghĩ kế tiếp lại có rất nhiều viện quân đi trước tinh nguyệt thần tông hai đại thế lực thành viên đều đang chờ đợi mặt khác tông phái tin chiến thắng. Chỉ là thời gian liên tiếp qua đi vài thiên, những cái đó công hướng tinh nguyệt thần tông thế lực như cũ âm không tin nhiều. Cùng lúc đó còn có một bộ phận tử kim thương sẽ cường giả cũng ở Long Dương thành che giấu. Bọn họ cũng đang chờ đợi liên quân tiến công cuối cùng tin tức, đồng thời trước sau cùng Hoàng Phủ Hoàng Thịnh vẫn duy trì liên hệ. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh chậm chạp không có không có chờ đến tin tức, quả thực là lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt giờ phút này đột nhiên có loại dự cảm bất tường liền ở sao trời hải điện cùng hắc giáp thiên quân nôn nóng chờ đợi khoảnh khắc đột nhiên cảm giác vù vù tiếng vang lên xa xa nhìn lại liền thấy trong hư không bay tới một con thuyền vân thuyền hình như là ám viêm các phân thuyền bọn họ đã trở lại có người kinh hô ra tiếng nhưng mà kế tiếp một màn trực tiếp làm hai đại tông phái thành viên kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ ám viêm các phân thuyền tự không trung chậm rãi đáp xuống ở mà tự mặt trên đi ra ba người một thú nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Mấy người này không phải ám viêm các, bọn họ đến tột cùng là ai? Tay cầm đao kiếm thần binh, ra hỏa này sẽ không chính là hãn phỉ đi. Kia ám viêm các cường giả nhóm chạy đi đâu? Ở ngắn ngủ yên tĩnh lúc sau, mọi người kinh hô ra tiếng, sôi nổi hướng tới vân thuyền sử tới trời cao phương hướng nhìn lại. Nhưng mà vọng hồi lâu, cũng không thấy được những cái đó sát hướng tinh nguyệt thần tông siêu cấp thế lực tung tích. Chỉ một thoáng, mọi người trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Thế nhưng là, Diệp tiên sinh, Long Dương thành thái ất thương sẽ phân hội cao tầng trước tiên phân biệt ra tới. Ngụy Thư Dương nghe tin đuổi đến, đương hắn nhìn đến Diệp Quân Lâm khi cũng là cực kỳ chấn động. Nhưng hiện tại lại không phải dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Gần mấy ngày hắc Giáp thiên quân cùng sao trời hải điện hai đại thế lực cùng thái ất thần tổ 800 cường giả dương cung bạt kiếm, hơi không lưu ý liền có lau súng cướp cỏ khả năng. Ngươi chính là hãn phỉ. Hắc giáp đoàn quân thủ lĩnh nữ khí lạnh băng hỏi. Những người khác ánh mắt cũng nháy mắt rời đi lại đây, chỉ là bọn hắn lại là dùng trên cao nhìn xuống tư thái chất vấn. Diệp quân lâm thản nhiên gật gật đầu, nói, không sai, là ta. Ám viêm các, long hổ chùa, thiên nguyên kiếm tông những người đó đâu. Hắc giáp đoàn quân thủ lĩnh tiếp tục truy vấn. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói, đều bị ta giết sạch rồi, như thế nào, người cũng gấp không chờ nổi đi theo bọn họ mà đi. Cái gì? Hắc giáp đoàn quân thủ lĩnh cùng với những người khác sôi nổi kinh hô ra tiếng, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc. Lấy sáu đại tông phái cầm đầu liên quân thực lực mạnh mẽ, mặc dù là không địch lại, ít nhất cũng có thể toàn thân mà lui, sao có thể đều bị sát. Gia hỏa này chính là ở hư trương thanh thế, xem ra hắn biết rõ không địch lại dẫn đầu chạy trốn tới nơi này. Chỉ bằng bọn họ mấy cái liền nghĩ dương đông kích tây thật là người si nói mộng. Mọi người sôi nổi chào phúng Diệp Quân Lâm nói hưu nói vượt. Nhưng mà Ngụy Thư Dương chờ kiến thức quá Diệp Quân Lâm thực lực thái ất thương sẽ cường giả lại là không có loại này ý tưởng. Bọn họ chính là nhìn đến Diệp Quân Lâm bọn họ mấy cái xung phong liều chết liên quân trận doanh khi đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi cảnh tượng, chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, liên quân liền thương vong vô số. Cũng nguyên nhân chính là vì đã không có nỗi lo về sau, Ngụy Thư Dương mới quyết định đi trước xuất lĩnh vài vị tâm phúc phản hồi Long Dương thành điều tra tình huống. Nhưng mà dù vậy, Đường Diệp Quân Lâm nói ra chuyện này khi Ngụy Thư Dương đám người cũng không khỏi hít hà một hơi. Liên quân chính là lấy 6 đại đỉnh cấp tông phái thế lực là chủ, thế nhưng tại như vậy trong thời gian ngắn đã bị Diệp Quân Lâm cấp diệt sát. Ngụy Thư Dương kinh ngạc cảm thán liên tục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm khủng bố chiến lực, hắn sẽ không chút do so dự cho rằng cái này tin tức là thiên phương dạ đàm các ngươi nếu là có này yêu cầu nói, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Diệp quân lâm nói những lời này khi ngữ khí thực nhẹ, nhưng là hắc giáp thiên quân thủ lĩnh lại là cảm nhận được cực kỳ lạnh thấu xương sát khí. Cuồng vọng, người cho rằng ta một vạn hắc giáp thiên quân là bùn nhất sao. Hắc giáp thiên quân thủ lĩnh tức giận nói. Diệp quân lâm lắc lắc đầu, cái này làm cho hắc giáp thiên quân thủ lĩnh cho rằng Diệp quân lâm bị kinh sợ ở, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Nhưng mà Diệp quân lâm kế tiếp một câu, tức khắc làm hắc giáp thiên quân thủ lĩnh tươi cười cứng lại rồi. Ở đao của ta kiếm dưới, người này một vạn đại quân còn không bằng bùn niết kiên cố. Khi nói chuyện, Diệp quân lâm quơ quơ trong tay táng long cùng chảm lôi. Miệt thị, chân chuỗi miệt thị, người tìm chết. Hắc giáp đoàn quân thành viên nháy mắt trong cơn giận dữ, định đối Diệp quân lâm động thủ. Nhưng mà sao trời hải điện phó điện chủ cùng hắc giáp thiên quân thủ lĩnh lại là sắc mặt phá lệ ngưng trọng, thậm chí tâm sinh một tia lưu ý, này hai người nháy mắt liền nhận ra Diệp Quân Lâm trong tay là hai thanh đỉnh cấp tuyệt thế thần binh, một khi giao thủ chắc chắn thương vong thảm trọng. Hãn phỉ, người giết ta thương hội 17 danh đỉnh cường giả, này bút huyết cừu ngươi cần thiết lấy huyết còn huyết. Đang lúc hai đại thế lực thủ lĩnh tâm sinh lưu ý khoảnh khắc, một đạo vô cùng cứng cáp thanh âm vang lên. Một lát sau, một người dâu tóc bạc trắng lão giả chậm rãi đi đến phía trước, đối với Diệp Quân Lâm trợn mắt giận nhìn. bổn tọa tử kim thương sẽ tổng bộ thủ tịch trưởng lão, hôm nay cần thiết cùng người thanh toán này bút huyết cừu. Lão giả ánh mắt sắc bén, phía trước Diệp Quân Lâm ở Táng Long Sơn cốc đánh chết vạn đảo thành tử kim thương sẽ phân hội đại trưởng lão, đúng là người này đồng môn sư đệ. Sư huynh đệ hai người cảm tình cực hảo, ở biết được tin tức này lúc sau, vị này đến từ tổng bộ thủ tịch trưởng lão lập tức chủ động xin ra trận lại đây chém giết hãn phỉ. Một vạn hắc giáp thiên quân, sao trời hải điện chư vị cường giả, ở hơn nữa bổn tọa mang đến từ kim thương hội trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn sợ bọn họ mấy người? Không thể không nói thủ tịch trưởng lão lời này cực có kích động tính, trực tiếp đem hắc giáp thiên quân cùng sao trời hải điện cường giả nhóm cấp kéo. thủ lĩnh, hắc giáp thiên quân thà rằng đứng chết cũng không dễ dàng thối lui. Chúng ta có cường hãn quân trận xung phong liều chết chi thuật, định có thể đem này chém giết đương trường. Sao trời hải điện cũng nghe từ kim thương sẽ, mọi người quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ bọn họ đã sớm đối diệp quân lâm phía trước kiêu ngạo thái độ phi thường khó chịu giết hắn đại gia cùng nhau thượng xử lý hắn kia hai nữ nhân để lại cho bổn tọa mọi người thanh thế đại trấn đao ra khỏi vỏ cung thượng huyền đối diệp quân lâm đám người trợn mắt giận nhìn ô ngao lôi kỳ lần rít gào ra tiếng cực đại sư tử trên mặt tràn ngập phẫn nộ thế nhưng đem bổn thú xem nhẹ tìm chết diệp quân lâm gật gật đầu cười nói hảo a à, kia liền chiến đi Thái ất thần tổ 800 cường giả được đến cũng là từ mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới giữ được Diệp Quân Lâm tánh mạng. Cho nên chiếc 800 danh cường giả chút nào không thoái nhược, sôi nổi phóng thích khủng bố hơi thở. Không khí nháy mắt khẩn trương lên, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chậm đã, Ngụy Thư Dương thất thanh nói. Ngụy Thư Dương chính là gặp qua Diệp Quân Lâm thần binh khủng bố chiến lực, lớn như vậy quy mô chiến đấu, Long Dương Thành chỉ sợ sẽ hủy trong một sớm. Ngươi làm gì? hắc giáp thiên quân thủ lĩnh lạnh mặt hỏi. Ngụy Thư Dương trầm giọng nói, đại gia có chuyện có thể hảo hảo nói, Diệp Tiên Sinh thực lực các ngươi khả năng không hiểu biết. Lúc trước Tiêu Giao Vương bị Diệp Tiên Sinh ném tuyệt thế thần binh một lưỡi lê chết, trăm luyện thiên tông thần binh càng là bị hắn phá hủy hầu như không còn. Huống chi tử kim thương sẽ tổn thất chúng ta có thể nói, hà tất đấu cái ngươi chết ta lời nói làm những cái đó đối địch tông phái ở trong tối chế diễu. Mặc dù vứt bỏ Diệp Tiên Sinh khủng bố thế lực không đề cập tới, Thái Ất Thương sẽ tổng bộ bên kia đã hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới lực bảo Diệp Tiên Sinh không việc gì. Này 800 Thái Ất Thần Tổ Cường giả chỉ là tiên quân, các người thật tính toán đua cái cá chết lưới rách sao. Lời vừa nói ra, ngay cả vừa rồi thái độ vô cùng cường ngạnh tử Kim Thương sẽ tổng bộ thủ tịch trưởng lão đều làm ra trầm tư trạng. Thành như ngụy Thư Dương theo như lời, một khi Thái Ất Thần Tổ thật sự bất kể đại giới lực bảo hãn phỉ. Mặc dù cuối cùng đem Thái Ất Thương sẽ đánh bại, Tử Kim Thương sẽ cũng đến trả giá thảm trọng đại giới, huống chi hãn phỉ bản thân thực lực cũng phi thường cường hãn. Đến lúc đó Tử Kim Thương sẽ người cạnh tranh, đối địch thế lực tất nhiên sẽ sấn hư mà nhập, Tử Kim Thương sẽ thậm chí có bị từng bước tầm ăn lên cho đến hoàn toàn gồm thâu khả năng tính. Lại kết hợp hãn phỉ đã từng ở Thái Ất Thương sẽ cường giả dưới sự trợ giúp, sát lui tiêu giao vương đại quân cùng trăm luyện thiên tông. Mà trước mắt có 800 Thái Ất thần tổ cường giả trợ trận, thật muốn là đánh lên tới bên ta chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Thấy hắc giáp thiên quân cùng sao trời hải điện cường giả toàn lộ ra tự hỏi chi sắc, ngụy Thư Dương bận rộn lo lắng rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ một bên khác. Diệp tiên sinh, còn thỉnh ngài xem khắp nơi hạ mặt mũi thượng, không cần cùng bọn họ ở Long Dương thành phát sinh xung đột đi. Ngụy Thư Dương trong giọng nói mang theo rõ ràng khẩn cầu, hắn biết Diệp quân lâm thái độ trọng yếu phi thường. Đây chính là vị đỉnh cấp sát thần, một khi hắn khăng khăng ra tay, kia Long Dương Thành định đem tinh phong huyết vũ. Diệp quân lâm biết ngụy Thư Dương băn khoăn, táng Long cùng trảm lôi uy lực thật lớn, hai bên một khi phát sinh xung đột, Long Dương Thành thế tất hủy trong một sớm. Mà Long Dương Thành lại là thái ất thương sẽ phân hội đại bản doanh, cũng là ngụy Thư Dương suốt đời tâm huyết, tự nhiên không nghĩ trơ mắt nhìn nó sụp xuống hủy diệt. Hảo đi, nếu ngụy hội trưởng đem nói đến cái này phân thượng, ta liền không khăng khăng đánh một trận. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói. Tuy rằng lần này đại chiến thái ất thương sẽ vẫn chưa giúp được cái gì, nhưng là bọn họ từ ban đầu liền lựa chọn đứng ở phía chính mình chung quy là phân nhân tình. Về sau ở Côn Luân khư đứng vững gót chân cùng với lâu dài phát triển, thái ất thương sẽ đều là cái không tồi đối tượng hợp tác. Cho nên Diệp Quân Lâm quyết định cấp Ngụy Thư Dương cái này mặt mũi. Được đến muốn đáp án, Ngụy Thư Dương cũng là thở dài ra một hơi. Các vị nghĩ như thế nào? Ngụy Thư Dương lại đem ánh mắt chuyển rời đến từ Kim Thương sẽ bên này. Tử Kim Thương sẽ tổng bộ thủ tịch trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên còn tại tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Nhưng là hắn vừa rồi cũng nếm thử liên hệ ám viêm các, lòng hổ chùa đám người thế lực người phụ trách, nhưng cũng chưa được đến bất luận cái gì đáp lại. Hay là những cái đó tông phái thế lực thật sự đều bị hãn phỉ diệt. Loại này ý tưởng ở trong đầu thoáng hiện, tức khắc làm thủ tịch trưởng lão đảo hút khẩu khí lạnh. Nếu ngụy hội trưởng cầu tình, bổn tọa liền tạm thời cho người cái này mặt mũi nhưng là chuyện này quyết không thể qua loa chi, chúng ta đi. Tử Kim Thương sẽ tổng bộ thủ tịch trưởng lão trầm giọng nói. Trải qua ngắn ngủi tự hỏi hắn cuối cùng quyết định đi trước thối lui, sau đó hỏa tốc phái người đi tinh nguyệt thần tông nơi khu vực tra xét tình huống. Nếu những cái đó tông phái liên quân thật sự bị hãn phỉ giết chết, như vậy liền yêu cầu bàn bạc kỹ hơn như thế nào trừ bỏ cho sảng khoái, tùy tiện thương đua vô cùng có khả năng thương vong thảm trọng. Chúng ta trước triệt, theo thủ tịch trưởng lão ra lệnh một tiếng, tam phương thế lực tất cả rời khỏi Long Dương Thành. Dương cung bạt kiếm không khí rộng mở nhẹ nhàng xuống dưới, mặc dù là thái ất thần tổ 800 danh cường giả cũng là sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng không biết diệp quân lâm tu vi cảnh giới, nhưng là đối mặt một vạn hắc giáp thiên quân sung phong liều chết, mặc dù cuối cùng có thể thắng cũng đến thương vong thảm trọng. Càng đừng nói còn có sao trời hải điện cùng với tử kim thương sẽ tổng bộ cường giả ở bên vây công. Diệp tiên sinh bên trong thỉnh, chúng ta cũng vừa lúc thương lượng thương lượng kế tiếp sự tình. Ngụy Thư Dương dỗi tay đáp vừa mời tự, Diệp Quân Lâm đám người đi theo tiến vào tới rồi nghị sự đại sảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Ngụy Thư Dương lại sai người phụng trà. Hàn Huyên nói mấy câu phong vừa chuyển hỏi, Diệp tiên sinh, tử kim thương sẽ những cái đó liên quân thật sự đều bị ngài cấp giết. Không sai biệt lắm đi, dẫn đầu đều bị sát, nhiều nhất chạy ra đi mấy chỉ tiểu tạp cá. Diệp quân lâm khinh phiêu phiêu mà nói. TTT, nhị sự trong đại sảnh sôi nổi xuất hiện hít hà một hơi thanh âm. Thái ất thần tổ cường giả cũng là khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không nghĩ tới Diệp Quân Lâm thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ. Ám viêm các, thiên nguyên kiếm tông, long hổ chùa chờ sáu đại tông môn phái ra cao thủ, tùy tiện rút ra một cái đều đủ để hủy diệt đại hình tông phái. Sáu đại tông phái liên hợp thế nhưng toàn quân hủy diệt, quả thực không dám tưởng tượng A. À còn có như vậy nhiều phụ thuộc thế lực cùng với tiếp được huyền thưởng lệnh thuê tổ chức quả thực là không thể tưởng tượng a à. mọi người lẫn nhau truyền âm kinh ngạc cảm thán liên tục ngụy thư dương tuy rằng chính mắt gặp qua diệp quân lâm chu sát tiêu giao vương đám người nhưng sự tình trải qua chứng thực sau như cũ cảm thán không thôi hắn thế nhưng thật sự đem những cái đó tông phái thực lực đều cấp diệt xem ra diệp quân lâm thực lực khủng bố trình độ xa so với ta trong tưởng tượng còn muốn cao rất nhiều a à. ngụy thư dương không khỏi chửi thầm ngay sau đó tiếp tục hỏi, Diệp tiên sinh, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Nếu Thái Ất Thương sẽ đã quyết định đứng ở Diệp Quân Lâm bên này, như vậy người sau lúc sau quyết sách đem trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thương hội vận mệnh. Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói, mang ta đi vạn đảo thành, ta muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nghị sự trong đại sảnh một mảnh ồ lên. Mọi người đều cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Đương nhiên còn có không ít người cho rằng Diệp Quân Lâm nổi điên gia hỏa này cũng thật dám nói thế nhưng tưởng độc sấm vạn đảo thành kia chính là tử kim thương sẽ đệ nhị đại phân hội đại bản doanh kinh doanh hơn trăm năm nội tình há là một người có thể lay động ta xem hắn thuộc về vô tri giả không sợ lần này liên quân so với vạn đảo thành đại bản doanh không khác chín châu mất sợi lông đi nơi đó tìm việc tương đương với tìm chết a à. nói những lời này cơ hồ đều là thái ất thần tổ cường giả mặc dù là kiến thức quá diệp quân lâm thực lực ngụy thư dương đám người cũng đều bị dọa đến vong hồn toàn mạo. Diệp tiên sinh, ngài không phải ở nói dẫn đi. Ngụy Thư Dương thanh âm khô khốc hỏi. Diệp quân lâm nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, người cảm thấy ta là ở nói dỡn. Này, Ngụy Thư Dương tức khắc nghẹn lời, hắn có thể cảm giác được Diệp quân lâm có chút phẫn nộ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cảm thấy cũng nên đem sự tình lợi hại nói rõ ràng, cho dù chọc giận Diệp quân lâm cũng không tiếc. Diệp tiên sinh có điều không biết, này vạn đảo thành bị tử kim thương sẽ kinh doanh hơn trăm năm, quanh mình tông phái thế lực rắc rối phức tạp, không khác đầm rồng hang hổ. Mặc dù là phía trước sát hướng tinh nguyệt thần tông những cái đó tông phái, cùng vạn đảo thành lưu thủ lực lượng so sánh với không đủ một phần mười. Mấu chốt là vạn đảo thành còn có một tòa mấy trăm năm trước lưu lại tới phòng ngự cổ trận, sao lại trải qua tử kim thương sẽ vô số cường giả cải tiến tăng mạnh. Sao trời hải vực đồng dạng cơ quan thật mạnh, sao trời hải điện ở nơi đó thiết trí vô số phòng ngự cùng công kích trận pháp, mượn dùng sao trời hải thủy nguyên tố chi lực. Ngụy Thư Dương một hơi đem chính mình hiểu biết đến tình huống toàn bộ nói ra, ý đồ làm Diệp Quân Lâm nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Diệp Quân Lâm thực lực lại cường, vạn đảo thành chính là tử kim thương sẽ đệ nhị phân hội. Hơn nữa tử kim thương sẽ tổng bộ cường giả sẽ tùy thời tiến hành chi việt, đơn độc đi trước căn bản là không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí khả năng đem mệnh đáp đi vào. Đương nhiên Ngụy Thư Dương cũng rõ ràng, sự tình nháo cho tới bây giờ nông nỗi tử kim thương sẽ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Một khi Diệp Quân Lâm lại công hướng vạn đảo thành, vậy tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ đưa tới tử kim thương sẽ càng thêm điên cuồng trả thù. Cho dù hắn có thể bằng vào cường đại thực lực toàn thân mà lui, cũng sẽ hoàn toàn đem vạn đảo thành rất nhiều tông phái lửa giận bậc lửa. Đến lúc đó đã có thể không chỉ là huyền thưởng lệnh đơn giản như vậy, mà là trực tiếp diễn biến thành rất nhiều tông phái trả thù, kia đã có thể hoàn toàn không có xoay chuyển đường sống không bằng tạm thời hành quân lặng lẽ thái ất thương sẽ ở giữa điều hòa chẳng sợ cấp ra nhất định bồi thường phương án cũng không thể tiếp tục đem thù hận mâu thuẫn trở nên gay gắt đi xuống nếu ta bất diệt rất vạn đảo thành có thể bảo đảm bọn họ không trả thù sao ta không có khả năng vẫn luôn lưu thủ tinh nguyệt thần tông diệp quân lâm trầm giọng nói ngụy thư dương minh bạch diệp quân lâm ý tứ người sau chính là tưởng hoàn toàn không có nỗi lo về sau diệp tiên sinh không bằng ngài lại nhiều chờ mấy ngày Thái Ất Thương sẽ tổng bộ người thực mau liền đến. Chúng ta cuối cùng thương định cái mọi người đều vừa lòng phương án, ngài ý hạ như thế nào? Ngụy Thư Dương hỏi dò. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, hảo đi, nhưng nếu thương lượng không ra cái nguyên cớ tới, ta còn là đến đi tiêu diệt vạn đảo thành. Ngụy Thư Dương thở dài ra một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Diệp Quân Lâm khăng khăng lập tức đi vạn đảo thành. Đúng rồi Diệp Tiên Sinh, phía trước ngài làm ta cha sự tình đã luôn mãi xác định mật báo người chính là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Tân Nhiệm Thánh Nữ. Nàng phía trước vẫn luôn tránh ở tử kim thương sẽ lâm thời trong doanh địa, ba vị tử kim thương sẽ tổng bộ trưởng lão tỏa chấn. Ngụy Thư Dương nói sang chuyện khác nói. Long Dương ngoài thành tử kim thương sẽ lâm thời cứ điểm nội. Cung thiên thu tâm loạn như ma đi dạo bước, nàng cũng đã nhận được tinh nguyệt thần tông tổng đà ngoại đại chiến tương quan tin tức. Tỷ như hãn phỉ một thương chém giết tiêu giao vương, một người một thú đoàn diệt trăm luyện thiên tông. Long Hồ chùa Thiên Nguyên kiếm tông chờ liên quân cũng bị Diệp quân lâm đám người gần như tàn sát hầu như không còn nối gót tới tin tức làm Cung Thiên thu càng thêm tâm phiền ý loạn một đám phế vật Tử Kim Thương sẽ cũng bất quá như thế Cung Thiên thu nhịn không được mắng ra tiếng vốn tưởng rằng thông qua Tử Kim Thương sẽ lực lượng có thể đem Hãn Phỉ đánh chết lấy trừ hậu hoạn không nghĩ tới như vậy cường đại liên quân như cũ sát vũ mà về Hãn Phỉ sẽ không tìm ta thu sau tính sổ đi. Cung thiên thù mỗi khi nghĩ đến điểm này, cả người liền càng thêm táo bạo lên. Nàng nghĩ tới đi ra ngoài tránh né, nhưng là trốn ngày sau nguyệt thần hỏa điện giống như càng không an toàn. Lần trước hãn phỉ ngàn dạm ở ngoài một mũi tên khiến cho nhật nguyệt thần hỏa điện thương vong thảm trọng, vạn nhất lại bị thần binh nhầm vào, chính mình cũng rất có thể có tánh mạng chi yêu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiếp tục lưu tại tử kim thương sẽ lâm thời cứ điểm an toàn, đặc biệt kia ba vị áo đen trưởng lão đến từ tử kim thương sẽ tổng bộ mặc dù là hãn phỉ cũng đến cho bọn hắn vài phần bạc diện đi. Cung thiên thu chửi thầm, tử kim thương sẽ dù sao cũng là siêu cấp thế lực, phía trước phái ra đi những cái đó lực lượng không kịp toàn bộ thực lực một phần mười. Như thế thâm hậu nội tình, nghĩ đến hãn phỉ cũng không dám lỗ máng. Nhưng mà ý nghĩ như vậy còn chưa hoàn toàn tiêu tán, liền có tử kim thương sẽ cường giả đi qua. Cung thiên thu, mặc tà trưởng lão kêu ngươi qua đi tử kim thương sẽ cường giả trên mặt thần sắc giếng cổ không gợn sóng, phảng phất không có nửa điểm cảm tình. Cung thiên thu cũng không dám hỏi nhiều, kia ba vị áo đen trưởng lão thực lực viễn siêu với nàng, còn có mặt khác rất nhiều cường giả nàng cũng so bất quá. Điệu thấp hành sự phương là an cư lạc nghiệp chi đạo. Cung thiên thu đi theo tử kim thương sẽ cường giả đi vào nghị sự đại sảnh, liền phát hiện đã tụ tập rất nhiều tông phái cường giả. Mặc trưởng lão kêu thiên thu có gì chỉ giáo, cung thiên thu tất cung tất kính hỏi. Mạc Tà vốn định dò hỏi lúc trước hãn phỉ cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chư vị cường giả đối chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường hãn hơi thở đang ở cấp tốc tới gần. Có người tới, toàn thể đề phòng chuẩn bị nghênh chiến. Mạc Tà lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Cung Thiên Thu một lòng cũng nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng phản ứng đầu tiên chính là hãn phỉ sát tới cửa tới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Mạc Tà, chim cốc, Mạc thừa ba vị trưởng lão lao ra nghị sự đại sảnh còn lại người theo sát sau đó, đao ra khỏi vỏ cung thượng huyền, ánh mắt lành lạnh nhìn bên ngoài. Đông, theo một tiếng vang lớn, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mạc tà liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ngữ khí lạnh băng vô cùng hỏi, người tới nơi này làm gì? Phía trước có ngụy thư dương từ giữa điều đình, đã làm mạc tà nghẹn một bụng khí. Nhưng là ngại với không biết diệp quân lâm thực lực sâu cạn, lúc này mới không có tùy tiện xé rách ra mặt. Hiện giờ Diệp Quân Lâm thế nhưng chủ động sát tới cửa tới, quả thực là khinh người quá đáng a à. Diệp Quân Lâm cười ha hả mà nói, ta tới tìm một người. Tìm ai, mặc tà truy vấn, ngữ khí đã trở nên phi thường không kiên nhẫn. Diệp Quân Lâm phóng thích hơi thở cha xét, thực mau liền tìm tới rồi cung thiên thu hơi thở nơi, trực tiếp chỉ hướng chính hướng đám người chỗ sâu trong tránh né cung thiên thu. Ta tìm nàng, Diệp Quân Lâm nghiền ngẫm mà nói. Mặc tà đám người thực mau liền phản ứng lại đây sao lại thế này, rốt cuộc lúc trước hãn phỉ rơi xuống chính là cung thiên thu chủ động tới cửa cung cấp. Đây là tính toán thu sau tính sổ. Cung thiên thu nói ra người rơi xuống không giả, nhưng người cũng đừng khinh người quá đáng, nơi này trung quy là chúng ta địa bàn. Mặc tà hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Người nói được không sai, diệp quân lâm đầy mặt nghiêm túc mà nói mạc tà còn tưởng rằng diệp quân lâm bị chính mình cường thế kinh sợ trụ liền tính toán phóng vài câu tàn nhẫn lời nói tìm về điểm bãi lại bị diệp quân lâm vô tình đánh gãy đúng là bởi vì xem ngươi cái này chủ nhân cho nên mới càng nên đánh diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói mạc tà đã đến bên miệng tàn nhẫn lời nói bị nghẹn trở về trong lúc nhất thời khó chịu dị thương ngươi đừng quá quá mức nơi này không phải ngươi dương oai địa tử kim thương sẽ tổng bộ cường giả cái kia phương tự còn chưa xuất khẩu liền cảm giác trước mắt hàn quang hiện ra ngay sau đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà đến lại muốn tránh đã không còn kịp rồi phốc một đạo huyết tuyến phun xạ mà ra tử kim thương sẽ tổng bộ cường giả xác chết té ngã trên đất ồn ào diệp quân lâm không kiên nhẫn mà nói nếu các người khống chế không được miệng mình ta không ngại đưa các ngươi cùng nhau lên đường diệp quân lâm lạnh băng thanh âm giống như xét đánh giữa trời quang ở mọi người bên tai nổ vang mọi người không tự chủ được đánh lạnh lùng run. Mặc tà đám người đồng dạng khiếp sợ không thôi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm cũng dám độc thân ở chính mình địa bàn thượng giết người. Quá kiêu ngạo, nhưng là lời nói lại nói trở về, hãn phỉ cũng xác thật có kiêu ngạo tiền vốn. Liền vừa rồi kia một kích, mặc dù là đổi thành chính mình cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ tránh thoát tới. Nghĩ vậy ở đây cường giả nhóm mỗi người cảm thấy bất an đặc biệt bọn họ không lâu trước đây mới vừa nghe nói diệp quân lâm trong tay tuyệt thế thần binh uy lực vô song bọn họ nhưng không nghĩ lấy thân thí thần binh cung thiên thu người tốt nhất chính mình đi ra chờ ta động thủ tự gánh lấy hậu quả diệp quân lâm lạnh giọng nói cung thiên thu cả người run rẩy sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm nhưng là lại không dám cãi lời diệp quân lâm nói nàng có thể rõ ràng cảm giác được diệp quân lâm nói cuối cùng câu nói kia khi toát ra tới lạnh thấu xương sát khí Cung Thiên Thu xin giúp đỡ nhìn về phía tử kim thương sẽ chưa vị cường giả, nhưng là những người này sôi nổi tránh ra một cái con đường, đem nàng hoàn toàn bại lộ ở diệp quân lâm chính phía trước. Cho dù trong lòng có tất cả tức giận, nhưng tử kim thương hội chúng cường giả cũng không dám dễ dàng xúc diệp quân lâm rủi ro, đến nỗi đưa tới họa sát thân. Cung Thiên Thu rơi vào đường cùng, chỉ có thể căng ra đầu chậm rãi đi ra phía trước, nàng hai chân phẳng phất sót chỉ giống nhau, bước đi duy gian, Nàng không biết kế tiếp chờ đợi chính mình chính là cái gì, có thể là chết, cũng có thể là sống không bằng chết. Vừa mới vị kia cường giả chết vào dưới kiếm cảnh tượng rõ ràng trước mắt, cung thiên thu rất sợ chính mình cũng bước hắn vết xe đổ. Này ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, cung thiên thu cảm giác phảng phất đi qua thiên sơn vạn thủy. Nhanh chóng chút, lão tử thời gian hữu hạn. Diệp quân lâm không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Cung thiên thu đều mau khóc ra tới, lại lần nữa nhìn về phía mặc tả đám người, nhưng là người sau lại ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên không tính toán vì nàng xuất đầu. suốt đầu. Rốt cuộc ở nửa nén hương thời gian sau, cung thiên thu đi tới Diệp Quân Lâm trước mặt. Không biết vì cái gì, nàng lại lần nữa cảm giác trước mắt cái này tướng mạo thường thường vô kỳ hãn vì có một loại quen thuộc cảm. Quản không được miệng mình, là muốn trả giá đại giới, hôm nay lão tử liền trước tới thu điểm lợi tức. Lời còn chưa dứt, cung thiên thu chỉ cảm thấy một đạo trưởng ảnh cấp tốc tới gần. Nàng bản năng muốn tránh né, nhưng là hai chân tựa như bị lực lượng nào đó trói buộc, lại là liền di động mảy may đều trở thành hy vọng xa vời. Bang! Diệp quân lâm một cái tát phiến tới rồi cung thiên thu phía bên phải trên má. Một cái máu chảy đầm đìa trưởng ấn lập tức hiện ra, gương mặt cũng cao cao sưng lên. Không đối xứng ảnh hưởng quan cảm. Theo Diệp quân lâm thanh âm vang lên, cung thiên thu cảm giác bên trái gương mặt lại truyền đến một trận nóng rát đau. Bang! Diệp quân lâm tinh chuẩn nắm giữ lực độ, quả nhiên hai sườn mặt má sưng lên biên độ không sai biệt mấy. Xem người ánh mắt vẫn là không quá chịu phục, bên kia tiếp tục đánh đi. Bạch bạch, còn chừng. Bạch bạch bạch, Diệp quân lâm liên tiếp đánh cung thiên thu thượng trăm cái miệng, nàng hai sườn mặt má đã sắp bị trừ lạn. Khóe miệng máu tươi chảy ròng, thê thảm bất kham. Cũng không biết đánh bao lâu, cung thiên thu chỉ cảm thấy trước mắt sao kim lóng lánh đầu choáng váng não trướng, cả khuôn mặt đều mất đi chi giác, hoàn toàn đau đã tê dần, Ngươi có thể lăn. Diệp quân lâm rốt cuộc dừng tay, ngay sau đó nhìn về phía mặt khác tử kim thương sẽ mọi người hỏi, các ngươi không phục có thể đứng ra. Hiện trường trong lúc nhất thời không người dám trả lời, sợ chọc giận vị này sát thần thu nhận họa sát thân. Nhìn cung thiên thu bị chiều đến huyết nhục mơ hồ gương mặt, mặc tà chờ ba vị trưởng lão cảm giác được thật sâu vũ nhục. Diệp quân lâm phía trước những cái đó bàn tay phẳng phất chiều ở bọn họ trên mặt, lại là có loại nóng rát cảm giác diệp quân lâm này phiên thao tác không khác đánh hiện trường mọi người mặt bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn nhưng là lại giận mà không dám nói gì nếu các ngươi không ý kiến nói lão tử liền đi trước diệp quân lâm nói xong xoay người rời đi cung thiên thu là muốn để lại cho tiêu phong đi giết lần này diệp quân lâm lại đây chỉ nghĩ cho nàng một chút giáo huấn dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao nhìn diệp quân lâm bối cảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mặc tà đám người rốt cuộc nhịn không được Trực tiếp tức giận mắng ra tiếng. Đáng giận hỗn đản, quả thực là khinh người quá đáng, thật khi chúng ta tử kim thương sẽ không dám trả thù hắn sao. Cũng dám làm cho chúng ta mà đánh người, này thù này hận cần thiết làm hắn gấp 10 lần dâng trả. Chờ đến đêm hắn phỉ bắt lấy, bổn tọa nhất định phải làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ở mọi người tức giận mắng chúng, Mạc Tà cũng đem chuyện này đúng sự thật hội báo cho Hoàng Phủ Hoàng Thịnh. Vạn đảo thành tử kim thương sẽ bên trong. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh được đến tin tức lúc sau giận tím mặt. Hỗn trướng, người này thế nhưng như vậy khinh người quá đáng, nếu không trừ, về sau tử kim thương sẽ như thế nào ở côn luân khư rừng chân. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh nộ hỏa trung thiêu, lập tức làm ra cuối cùng quyết định. Vận dụng toàn bộ lực lượng chém giết hãn phỉ, nếu thái ất thương sẽ người ngăn trở, liền đưa bọn họ cùng nhau đuổi tận giết tuyệt. Ra lệnh một tiếng như núi đảo. Toàn bộ vạn đảo thành đều động lên. Bởi vì lần trước phái ra lực lượng sát vũ mà về, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh quyết định làm trung tâm lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Đặc biệt ở tử Kim Thương sẽ tổng bộ điều động mấy ngàn danh đỉnh cấp cao thủ trợ trận. Sao trời hải điện tinh nhuệ ra hết, hắc giáp thiên quân càng là đem 10 dư vạn tinh nhuệ phái ra, thể muốn đem hãn phỉ nghiền xương thành cho. Đến nỗi phía trước ăn lỗ nặng long hổ chùa, thiên nguyên kiếm tông chờ đại hình tông phái cũng là tinh nhuệ ra hết, thể muốn báo thù tuyết hận. Trong lúc nhất thời bát phương vận động, vô số lớn nhỏ tông phái sôi nổi đuổi đến vạn đảo thành tập kết đợi mệnh. Đăng là tả, 10 dư vạn hắc giáp thiên quân tinh nhuệ đội hình chỉnh tề nện bước nhất trí, phát ra điếc tai tiếng bước chân, phảng phất toàn bộ lót nền đều ở kịch liệt rung động. Đặc biệt ở quân trong trận gian có 10 giá đại hình chiến xa, này đó chiến xa toàn thân xanh sấm, tản ra sâu kín hàn quang. Chiến xa phía trên hiện ra thành bài ống phóng hỏa tiến trạng, mấy trăm cái tối om, pháo quản, nhắm ngay phía trước, mà ở này đó, pháo quản, trung ẩn ẩn có hàn mang thoáng hiện. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những cái đó hàn mang rõ ràng chính là bén nhọn trường thương đầu nhọn nhận bộ. Cũng không biết này đó trường thương từ loại nào tài liệu chế tạo, nhưng là xa xa nhìn lại, lại là bầy biện ra cùng thiên địa phù hợp đạo vận. Chiến xa tên là quỷ kiến sầu, những cái đó giấu ở, pháo quản, trung trường thương đều là từ cực phẩm nguyên vật liệu chế tạo mà thành chuẩn thần binh. Mà chiến xa toàn thân lại bị trận sư bố trí trận pháp, có thể mượn dùng thiên địa chi lực làm năng lượng suối nguồn, thúc dục chiến xa khai hỏa. Làm này đó vốn là cực có lực sát thương chuẩn thần binh trường thương, có thể phát huy cho thuê lại cấp thần binh lực lượng. Một trận chiến xa khởi động chốt mở liền có thể đồng thời phóng xuất ra mấy trăm nói thần binh trường thương công kích, tu vi lại cường cũng khó có thể hoàn toàn tránh né. Đặc biệt này đó trường thương còn cụ bị đạo vật, trình độ nhất định thường cụ bị truy tung hiệu quả, bị chiến xa tỏa định địch nhân định là bị truy tung đến không chỗ che giấu, này 10 ra chiến xa là hắc giáp thiên quân áp đáy hòm công thành thần khí, lần này vì đối phó hán phỉ cũng đều bị đem ra. Hơn nữa vốn là có được liên hợp công kích chiến trận 10 dư vạn hắc giáp thiên quân tinh nhuệ, hơn nữa quỷ kiến sầu chiến xa, hoàn toàn có thể hoành đẩy bất luận cái gì đại hình tông phái. Mặt khác tông phái đồng dạng tinh nhuệ ra hết, long hổ chùa 6 đại viện thủ tỏa tất cả xuất động, thể phải vì 8 đại kim cương la hán báo thù rửa hận. Chiến hổ tộc 6 đại bộ lạc thủ lĩnh cũng là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Giờ tay nhấc chân gian đều ẩn ẩn đều hổ gầm tiếng động, sức chiến đấu có thể thấy được một chút. Thiên nguyên kiếm tông tông chủ xuất lĩnh năm đại thái thượng trưởng lão đều xuất hiện, hành tàu gian liền ẩn ẩn có phức tạp kiếm trận lên đỉnh đầu hiện lên, hiển nhiên bọn họ kiếm đạo tu vi đã đến đến hóa chi cảnh. Mặt khác tông phái đại để tương đồng, bọn họ đều là cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, thể muốn chém sát hãn phỉ rửa mối nhục xưa. Đặc biệt là tiêu giao vương một mạch, thực mau bọn họ bên trong liền ổn định xuống dưới, tuyển ra tân nhiệm tiêu giao vương. Tân nhiệm tiêu giao vương ngự thú thủ đoạn cũng cực kỳ cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn liền hợp thành hơn 1.000 đầu linh thú đại quân. Hơn nữa này đó linh thú chung có 10 chỉ cho vương cấp linh thú, chúng nó đồng dạng như là huấn luyện có tố quân đội, bày ra đều nhịp trận hình tập kết đợi mệnh. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh đứng ở vân thuyền phía trên, quan sát hàng trăm tông phái trận doanh. Nhưng thấy tinh kỳ phấp phới, đội ngũ hùng võ hữu lực, khắp trong thiên địa đều tràn ngập nồng hậu túc sát chi khí. Sát hãn phỉ, báo huyết cừu. Hoàng phủ hoàng thịnh vận công hô to, thanh âm truyền đến ở đây mọi người trong tai. Sát hãn phỉ, báo huyết cừu. Sát hãn phỉ, báo huyết cừu. Rất nhiều tông phái cường giả cùng kêu lên hô to, tiếng kêu vang tận mây xanh, khắp thiên địa phảng phất đều vì này biến sắc. Xuất phát, hoàng phủ hoàng thịnh ra lệnh một tiếng, tông phái liên minh đại quân minh mông cuồn cuộn xuất phát, trực tiếp sát hướng Long Dương Thành. Liên quân lao ra vạn đảo thành, tức khắc khiến cho quanh thân khu vực cường giả xa xa quan vọng. Có người nghi hoặc khó hiểu, có biết được nội tình giả hỗ trợ giải thích. Nguyên lai là đi khoảnh khắc vị hãn phỉ, chỉ là vận dụng như thế khủng bố đội hình, hoàng phủ hội trưởng không khỏi chuyện bé xé ra to đi. Hắc giáp thiên quân thế nhưng liền quỷ kiến sầu chiến xa đều vận dụng, đây chính là chuyên môn đối phó đỉnh cấp cường giả thần khí A. Tiêu giao vương linh thú đại quân cũng xuất động, Xem như vậy ít nhất đến có 10 chỉ cho vương cấp linh thú, liền này linh thú đại quân hoành đẩy 3 năm cái đại hình tông phái đều dư giả. Đó là Thiên Nguyên kiếm tông cường giả đi, hành tẩu gian thế nhưng đều có kiếm trận vần quanh, đây là Thiên Nguyên kiếm quyết tu luyện đến tối cao trình tự tiêu chí. Còn có chiến hổ tộc, này đó đều có bộ lạc chi chủ chiến lực, nếu không hành tẩu gian không có khả năng sẽ có hổ gầm tiếng động. Đều trốn xa một chút đi, lúc này tử kim thương sẽ là động thật vô luận là ai đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không dám tới gần, sợ bị vạ lây cá trong chậu. Bên kia, bị Diệp Quân Lâm bạo phiến một đốn cung thiên thu cũng được đến tin tức, nàng thậm chí gấp không chờ nổi tiếng đến vây xem. Đương cung thiên thu nhìn đến như thế khủng bố liên quân chân dung sau, nguyên bản phiền muộn phẫn hận tâm tình, nháy mắt trở nên phá lệ mỹ lệ lên. Đáng giận hãn phỉ, bản giáo chủ nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút lần này như thế nào ứng phó. Lấy loại này cấp bậc chân dung, mặc dù thực lực của hắn lại như thế nào cường hãn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung thiên thu càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Chỉ là khóe miệng liệt động gian liên lụy đến miệng vết thương, tức khắc đau đến đảo hút khẩu khí lạnh, trong lòng đối với Diệp Quân Lâm vẫn hận càng thêm mãnh liệt. Bản giáo chủ lần này phải tận mắt nhìn thấy xem hãn phỉ là chết như thế nào. Cung thiên thu hạ quyết tâm, rất xa đi theo liên quân lúc sau, nàng muốn chính mắt chứng kiến hãn phỉ chết thảm toàn quá trình. Nếu có cơ hội cung thiên thu thậm chí tưởng thân thủ kết quả hãn phỉ thánh mạng, tới báo hôm nay khuất nhục chi thù. Cùng lúc đó, xa ở Long Dương thành ngụy Thư Dương cũng được đến tin tức. Sớm tại Thái Ất Thương sẽ quyết định đứng thành hàng diệp quân lâm là lúc. Ngụy Thư Dương liền phái ra đại lượng nhãn tuyến nhìn chằm chằm vạn đảo thành tử kim thương sẽ nhất cử nhất động. Cho nên ở Hoàng Phủ Hoàng Thịnh tập kết đại quân chỗ, Ngụy Thư Dương cũng đã được đến tương quan tin tức. Cho đến liên quân tập kết xong tin tức truyền đến, Ngụy Thư Dương cũng hoàn toàn bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thảm, Tử Kim Thương sẽ thế nhưng vận dụng như vậy đội hình, xem ra là không chết không ngừng a. À. Ngụy Thư Dương thanh âm có chút chua sót mà lầm bẩm. Ngụy Thư Dương mày nhíu chặt, Tử Kim Thương sẽ lần này phái tông phái lực lượng chưa từng có cường đại. Mau đi thỉnh Thái ất thần tổ vài vị thủ lĩnh trưởng lão lại đây, có chuyện quan trọng thương lượng ngụy thư dương trực tiếp cấp tâm phúc hạ đạt mệnh lệnh không bao lâu vài vị thái ất thần tổ trưởng lão đổi lại đây khi bọn hắn nhìn đến ngụy thư dương phá lệ ngưng trọng sắc mặt khi nháy mắt cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính ngụy hội trưởng khi phát sinh sự tình gì sao trong đó một vị trưởng lão dẫn đầu đặt câu hỏi ngụy thư dương gật gật đầu đem được đến tin tức tất cả báo cho mấy người vài vị trưởng lão nghe xong sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Tử Kim Thương sẽ phái ra như thế quy mô liên quân trả thù Diệp Quân Lâm, mặc dù thái ất thần tổ thành viên tất cả xuất động cũng không có một tia phần thắng A. Đây cũng là ta không trực tiếp thông chi Diệp tiên sinh nguyên nhân, nếu bị hắn biết được việc này, chắc chắn lựa chọn chủ động xuất kích. Ngụy Thư Dương sâu kín mà thở dài, tiếp tục nói, đến lúc đó cũng thật liền không có xoay chuyển đường sống. Thái ất thần tổ trưởng lão sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, phía trước Diệp Quân Lâm liền trực tiếp đi trước tử Kim Thương sẽ lâm thời cứ điểm tát tai cung thiên thu, thậm chí có thể nói sự tình nháo đến nước này, tát tay cung thiên thu làm mặc tà ba vị trưởng lão mặt mũi mất hết là dẫn phát trung cực đại chiến đạo hỏa tác. Phải biết rằng phía trước ngụy Thư Dương đã ra mặt điều hòa làm mặc tà đám người đi trước lui trở về. Nếu kế tiếp lại hảo hảo đàm phán một phen, nên bồi thường bồi thường, có lẽ liền đem chuyện này hoàn mỹ hòa bình giải quyết. ngụy Hội trưởng, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Thái ất thần tổ trưởng lão trầm giọng hỏi. ngụy Thư Dương trầm ngâm một lát, thở dài, mặc kệ dùng biện pháp gì đều đến đem Diệp Tiên Sinh ổn định, chỉ cần hắn không ra tay liền còn có từ giữa hòa giải cơ hội. Nhưng là ta tạm thời còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ, liên quân thanh thế to lớn, tin tức này chỉ sợ lừa không được bao lâu thời gian. Ngụy Thư Dương đầy mặt u sầu, vài vị thái ất thần tổ trưởng lão cũng là vô kế khả thi. Tưởng tượng đến như vậy cường đại liên quân sắp đánh úp lại, mọi người liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than xử lý không tốt đối với toàn bộ thái ất thương sẽ sẽ là tai họa ngập đầu a. À. Ngụy Thư Dương thở dài một tiếng. Trên thực tế cũng chính như Ngụy Thư Dương sở liệu, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng thực mau liền đã chịu tử kim thương sẽ đại quân tập kết tin tức. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng thấy được thông tin pháp khí thượng tin tức, hai chương mặt đẹp tức khắc tái nhợt như tờ giấy. Chủ nhân thực lực lại cường, đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công, chỉ sợ cũng là song quyền khó địch bốn tay đi. Công tôn Nguyệt ảnh thanh âm có chút run rẩy mà nói. Nàng đã từng làm nhật Nguyệt thần hỏa điện thánh nữ kiến thức càng nhiều, thậm chí những cái đó dẫn đầu tông phái tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng quét ngang nhật Nguyệt thần hỏa điện. Liền lấy hắc giáp thiên quân tới nói, đã từng càng là tam vạn đại quân mượn dùng quỷ kiến sầu chiến xa liên tục hoành đẩy ba cái đại hình tông phái, cơ hồ chính là nghiền áp thức tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà lần này thế nhưng phái ra mười mấy vạn tinh nhuệ hắc giáp thiên quân cùng mười giá quỷ kiến sầu chiến xa, đây là tính toán tính cả thái ất thương sẽ cùng nhau tiêu diệt tiết tấu a mộ dung khuynh tuyết cũng là thân thể mềm mại run rẩy nàng tuy rằng không có công tôn nguyệt ảnh kiến thức nhiều nhưng là căn cứ không lâu trước đây tấn công tinh nguyệt thần tông đại quân số lượng liền có thể phán đoán ra đại khái trình độ chúng ta vẫn là trước tạm thời gạt điểm tông chủ đi mộ dung khuynh tuyết hạ giọng nói công tôn nguyệt ảnh cũng phi thường đồng ý loại này cách làm nhưng là ngay sau đó lại thở dài nói chúng ta lại có thể có thể lừa gạt được bao lâu hai nàng biết rõ diệp quân lâm tính tình bản tính loại chuyện này nếu làm người sau biết được tuyệt đối là liều mạng rốt cuộc nhưng là đối mặt như thế khủng bố liên quân diệp quân lâm cùng thái ất thương sẽ bên này lại có vài phần phần thắng mặc dù diệp quân lâm có thể bằng vào cường đại thực lực toàn thân mà lui như vậy các nàng này giúp vì tùng chỉ sợ cũng không may mắn như vậy đi bao gồm thái ất thương sẽ ở bên trong chỉ sợ cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi Nghĩ vậy công tôn nguyệt ảnh các nàng trong lòng sợ hãi cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt. Sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cho dù tử kim thương sẽ đến người lại nhiều, nhất kiếm chảm chi đó là. Sang sảng thanh âm truyền đến, tức khắc đem mộ dung khuynh tuyết hai nàng hoảng sợ. Không biết khi nào Diệp Quân Lâm đã đứng ở phía sau. Tông chủ, chủ nhân, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh bận rộn lo lắng chào hỏi. Diệp Quân Lâm cười nói, các người lưu sự tình ta đã biết, không có gì nhưng sợ hãi, kẻ hèn tử kim thương sẽ không đặt ở lão tử trong mắt. Chủ nhân, tử kim thương sẽ lần này phái ra tông phái xác thật phi thường cường hãn, là phía trước những cái đó mấy chục lần có thừa, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác A. À. Đúng vậy tông chủ, ta cũng nghe nói qua quỷ kiến sầu chiến xa, đó là hắc giáp thiên quân chuyên môn dùng để đối phó tuyệt đỉnh cao thủ đại sát khí. Hai nàng thanh âm đều có chút run rẩy Ý đầu làm Diệp Quân Lâm thay đổi chủ ý, chẳng sợ lựa chọn tránh đi mũi nhọn cũng đúng. Diệp Quân Lâm trên mặt thâm tình như cũ giếng cổ không gợn sóng, rất là thoải mái mà nói, kia vừa lúc ha. À, ta còn có 6 đem tuyệt thế thần binh không có thí nghiệm hiệu quả đâu. xác thực tới nói hẳn là còn có 46 đem tuyệt thế thần binh, chẳng qua Diệp Quân Lâm chỉ đem lúc ban đầu rèn 10 bính tuyệt thế thần binh coi là mạnh nhất thần khí thôi. Nhìn Diệp Quân Lâm tràn đầy tính sẵn trong lòng biểu tình ông tôn nguyệt ảnh hai nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào. chỉ là các nàng như cũ đối sắp đến đại chiến cầm bi quan thái độ. song quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi người nhiều, đặc biệt đối phương lại đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, liền càng dễ dàng từ lượng biến dẫn phát biến chất. cường như diệp quân lâm cũng chưa chắc là có thể chân chính cười đến cuối cùng. các ngươi nếu là sợ hãi liền trốn đến rất xa, đừng ở trước mặt ta chướng mắt. diệp quân lâm có chút không kiên nhẫn mà nói. Ta không đi tông chủ, ta sẽ cùng ngươi sóng vài chiến đấu. Ta cũng không đi chủ nhân, cùng lắm thì vừa chết. Hai nàng thái độ nhưng thật ra phi thường kiên định, đương nhiên càng nhiều cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ở các nàng xem ra lưu tại Diệp Quân Lâm bên người có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, một khi đi xa tha hương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận tinh nguyệt thần tông vẫn là Nhật nguyệt thần hỏa điện, chẳng sợ càng cường đại tông phái, ở đối mặt tử kim thương sẽ như thế quy mô liên quân cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Này liền đúng rồi sao? Diệp quân lâm thực vừa lòng hai nàng phản ứng. Trên thực tế Diệp Quân Lâm phía trước như vậy lý do thoái thác cũng không phải bắn tên không đích, thông qua lần trước tổng giao chiến hắn đã đối tử Kim Thương sẽ thực lực có bước đầu tính ra. Lúc trước hắn dẫn dắt lôi kỳ lân sát nhập địch doanh cũng không đem hết toàn lực, nhưng như cũng đem hai đại thế lực giết cái phiến giáp không lưu. Đúng lúc này, Ngụy Thư Dương thanh âm truyền đến, "Diệp tiên sinh, nhưng tính tìm được ngươi." Nhìn đầy mặt mang cười Ngụy Thư Dương, Diệp Quân Lâm hỏi, "Tìm ta có việc?" Diệp Quân Lâm có chút nghi hoặc, dựa theo bình thường logic, Thái Ất Thương sẽ cũng nên được đến từ kim thương sẽ quy mô tiến công tin tức, không lý do còn nhẹ nhàng như vậy. "Không có việc gì, không có việc gì, chính là Diệp tiên sinh tới Long Dương Thành lâu như vậy, ta cũng chưa hảo hảo làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thật sự là có thất lễ số." cho nên ta riêng tiến đến thỉnh ngài đến chúng ta Long Dương thành tiên cư trang viên làm khách, còn thỉnh ngài không cần chối từ A. Ngụy Thư Dương ngữ khí chân thành mà nói. Diệp quân lâm nao nao, ngay sau đó cười khẽ hỏi, Ngụy hội trưởng chẳng lẽ không nên tích cực chuẩn bị chiến tranh sao? Thế nhưng còn có tâm tư mời khách ăn cơm. Diệp tiên sinh nói đùa, ai? Ngụy Thư Dương than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, từ kim thương sẽ liên quân tập kết đại chiến không thể tránh được, ta làm sao không lo. Nhưng ta cũng biết vô luận tại hạ khuyên như thế nào, Diệp tiên sinh cũng sẽ không tạm lánh mũi nhọn, cùng với chọc Diệp tiên sinh không mau, không bằng thuận theo tự nhiên an tâm chờ đợi. Huống chi ta là chính mắt gặp qua Diệp tiên sinh oai vũ, đến lúc đó chỉ cần thái ất thần tổ cường giả ra hết, cũng chưa chắc không có phần thắng. Nếu là cái dạng này kết quả, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt đâu? Ngụy Thư Dương một phen nói đến phá lệ thành khẩn thản nhiên, vì vậy Diệp Quân Lâm vẫn chưa quá nhiều hoài nghi, ngay sau đó liền đáp ứng xuống dưới không thể không nói, Ngụy Thư Dương kỹ thuật diễn thật sự là có thể so với ảnh đế cấp bậc, mặc dù là Diệp Quân Lâm cũng chưa phát giác chút nào khác thường. Đương nhiên chính yếu là Ngụy Thư Dương lời này hợp tình hợp lý, đồng thời lại phù hợp Diệp Quân Lâm trong lòng suy nghĩ. Hai vị cô nương cũng cùng đi đi. Ngụy Thư Dương lời còn chưa dứt, đã bị thình lình xảy ra tiếng gầm gừ hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy lôi kỳ lân lỗ mũi ẩn ẩn có ngọn lửa phun ra, đầy mặt phẫn nộ, trên trán phảng phất viết sáu cái chữ to, vì sao không gọi thượng ta? Ta cố ý vì Lôi Kỳ Lân chuẩn bị ăn ngon, chỉ là vừa rồi còn không có tới kịp nói mà thôi. Ngụy thư Dương bận rộn lo lắng bổ sung, hắn chính là chính mắt kiến thức quá Lôi Kỳ Lân sức chiến đấu là cỡ nào khủng bố, mặc dù chính mình cũng xa xa không kịp. Nếu đem vị này vương cấp linh thú chọc giận, không chuẩn trực tiếp đem này Long Dương Thành làm hỏng. Ô ngao. Lôi Kỳ Lân quản mau kêu một tiếng, nháy mắt, mặt mày hớn hở, lên như vậy giống như là thắng lợi trở về vương. Diệp quân lâm khóe miệng trừ trừ, lôi kỳ lân hiển nhiên đã trước mặt người khác hiển thánh trên đường càng đi càng xa. Ba người một thú đi theo ngụy Thư Dương cưỡi Vân Thuyền đi trước chỉ định địa điểm, ước chừng nửa canh giờ, Vân Thuyền ở Long Dương thành đông thành chậm rãi rất xuống. Diệp tiên sinh, chúng ta tới rồi, ngụy Thư Dương cười nói. Nhìn trước mắt rách nát bất kham kiến trúc, Diệp quân lâm chính là nhíu nhíu mày, ngụy hội trưởng, người không phải là ở chơi ta đâu đi. Diệp tiên sinh nói đùa, liền tính mượn ta một vạn cái lá gan cũng không dám trêu chọc ngài a. À. Chờ một lát ngài liền minh bạch. Khi nói chuyện, Ngụy Thư Dương đầu tàu gương mẫu hướng tới rách nát đỉnh viện kia phiến gì xét loang lổ đại môn đi đến, liền thấy hắn nhẹ nhàng kéo động môn hoàn, đại môn chậm rãi mở ra. Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Ngụy Thư Dương duỗi tay đáp vừa mời tự. Diệp Quân Lâm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi theo Ngụy Thư Dương tiến vào đỉnh viện. Nhưng mà đương diệp quân lâm đám người bước vào đại môn lúc sau nháy mắt, chung quanh cảnh vật chợt biến hóa. Trước mắt là một tòa phục cổ đình viện, đình đài lâu các, núi giả cổ tháp cái gì cần có đều có. Tiểu kiêu nước chảy, phiến đá xanh lộ phối hợp đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đặc biệt còn có cố tình dừng trúc ở đình viện thân ở ẩn ẩn có đàn cổ thanh từ từ vang lên. Tiếng đàn lượn lờ phảng phất có thể gột rửa thế nhân tâm linh giống nhau, làm người không cấm mà say mê trong đó. ầm um. Đại môn tự hành đóng cửa, Diệp Quân Lâm quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng nhìn đến kia phiến dỉ xét loang lổ đồng môn đã là biến mất không thấy. Đây là cổ trận pháp, Diệp Quân Lâm hỏi dò. Diệp tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực. Ngụy Thư Dương gật gật đầu, nói, không tôi, đây là từ thái ất thương sẽ hoa số tiền lớn mời đến trận sư bố trí mà thành, vì chính là giấu người tai mắt. Nơi đây tên là tiên cư trang viên, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý, Diệp Tiên Sinh là gần 30 năm tới đệ nhất vị bị đợi cho nơi đây khách quý. Diệp Quân Lâm nhìn quanh bốn phía cười mà không nói, hắn cảm giác những lời này bên trong nhiều ít có điểm hơi nước. Bất quá lời nói lại nói trở về, nơi này hoàn cảnh cũng xác thật xứng đôi tiên cư trang viên bốn chữ, nơi xa mây mù lượn lờ, thật sự giống như tiên cảnh giống nhau. Diệp Tiên Sinh, thỉnh tiếp tục đi theo ta, tiệc rượu đã chuẩn bị hảo. Ngụy Thư Dương cười nói, ô ngao, lôi kỳ lân đối với nơi xa rừng trúc khẽ gọi vài tiếng. Diệp quân lâm cười nói, ngươi liền tự hành hoạt động đi, nhưng là nhớ lấy khống chế điểm lực lượng, tốt như vậy địa phương bị làm hỏng. Lôi kỳ lân hiển nhiên thực hưng phấn, mấy cái túng nhảy liền biến mất ở rừng trúc bên trong. Nơi đây còn thiết trí khổng lồ tụ linh trận, thiên địa linh khí phi thường tinh thuần, cho nên bị chịu linh thú yêu thích. Ngụy thư dương biên dẫn đường biên làm ra giải thích, mọi người thực mau liền tới tới rồi một tòa rộng mở trong đại điện. Cổ xưa trong đại điện trang trí thanh nhã, bên trong sở hữu vật phẩm trang sức đều là từ cực phẩm vật liệu gỗ chế tạo điêu khắc mà thành. Bốn phía tử đàn bàn trưng bày, mặt trên đã bảy biện háo sắc mùi hương đều dai tiểu thái. Diệp tiên sinh, hai vị cô nương thỉnh nhập tòa, Ngụy Thư Dương cung thanh nói. Diệp quân lâm cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở chủ vị, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh ở bên bàn ngồi xuống. Ngụy Thư Dương tiếp tục nói, nhà Yến không thể vô nhạc, làm vô ngân lại đây đánh đàn trợ hứng. Người hầu tuân lệnh chậm rãi rời khỏi đại điện, không bao lâu một vị quần áo màu trắng váy dài tuổi trẻ nữ từ tay cầm đàn cổ đi đến. Vô ngân gặp qua Diệp tiên sinh, ngụy hội trưởng. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, làm người nghe nói rất là sảng khoái. Diệp tiên sinh, đây là thái ất thương sẽ đệ nhất nhạc sư, am hiểu đánh đàn, mong rằng ngài đừng ghét bỏ. Ngụy thư dương cười ngâm ngâm mà nói. Diệp quân lâm gật gật đầu, mí mắt sư quang đánh giá một chút đánh đàn nữ tử. Sắc thật là vị tướng mạo xuất chúng nữ nhân, muốn nói mộ dung khuynh tuyết hai nàng có thể nói tuyệt sắc, nhưng là cùng vị này vô ngân so sánh với vẫn thoáng kém cỏi. Ngụy thư Dương không phải là muốn dùng mỹ nhân kế đi. Diệp Quân Lâm không khỏi chửi thầm. Một lát sau, tiếng đàn vang lên, uyển chuyển du dương, phảng phất có nào đó tinh lọc làm đau, có thể vuốt phẳng mọi người trong lòng lệ khí. Này bữa cơm ăn thật sự là nhẹ nhàng thích ý, Ngụy thư Dương cũng có thể nghi không nhắc tới về từ kim thương sẽ đề tài. Trên thực tế Ngụy Thư Dương sở dĩ đối diệp quân lâm phát ra lần này mời, chủ yếu là bởi vì hắn nghe theo thái ất thương sẽ tổng bộ mệnh lệnh. Sớm tại biết được từ kim thương sẽ đại quân tập kết là lúc, thái ất thương sẽ tổng bộ liền thương lượng ứng đối chi sách. Cuối cùng đến ra kết luận chính là trước đem diệp quân lâm bí mật bảo vệ lại tới. Nhưng là Ngụy Thư Dương cũng phi thường rõ ràng diệp quân lâm tính tình bản tính, nói thẳng ra tới diệp quân lâm tất nhiên cự tuyệt nhưng là lấy chiêu đãi vì từ thỉnh hắn phong hoa tuyết nguyệt tuyệt đối có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hơn nữa mời khi kia một phen chân thành lên tiếng, càng là đánh mất Diệp Quân Lâm trong lòng nghi ngờ. Tiên cư trang viên kỳ thật là thái ất thương sẽ tổng bộ thành lập căn cứ bí mật, chuyên môn dùng để ở cùng đường là lúc ẩn thân. Cho nên Ngụy Thư Dương phía trước câu kia gần 30 năm tới Diệp Quân Lâm là cái thứ nhất bị mời thuộc về tình hình thực tế. Hơn nữa tiên cư trang viên ngầm tụ linh trận chân chính ý nghĩa là ngăn cách bên trong cùng ngoại giới hơi thở, chẳng sợ lại cường tu sĩ đến Long Dương Thành, hai bên cũng đều cho nhau cảm giác không đến năng lượng dao động. Diệp tiên sinh, mấy ngày nay các người liền tại nơi đây tu trình, điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể ở quyết chiến trung đại phát thần uy. Ta cũng đến đi làm thái ất thương sẽ cường giả nhóm bố trí phòng ngự trận pháp, mấy ngày kế tiếp khả năng liền bồi không được ngài. Ngụy Thư Dương thở dài mà nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, Ngụy Thư Dương như vậy phản ứng mới bình thường nhất. Tiên cư trang viên thiên địa linh khí tinh thuần sung túc cũng xác thật phi thường thích hợp tính tâm tu luyện. Diệp Quân Lâm không lý do cự tuyệt. Thấy Diệp Quân Lâm không có khả nghi, Ngụy Thư Dương cũng là thở dài ra một hơi, lại bồi Diệp Quân Lâm trời nam đất bắc nói chuyện phía một hồi đứng dậy cáo từ. Diệp Quân Lâm ba người một thú còn lại là lưu tại Tiên cư trang viên. Vui vẻ nhất không gì hơn lôi kỳ lân, nó hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà mình hậu hoa viên, nhảy nhót lung tung, lóe chuyển xê dịch, hoàn toàn chơi hài. Ngụy Thư Dương rời đi tiên cư trang viên liền bắt đầu khua chương gõ mõ bố trí. Tuy rằng đã quyết định cùng tử Kim Thương sẽ khởi xướng đàm phán, nhưng là cũng muốn làm nhất hư tính toán, vạn nhất hai bên đàm phán thất bại chính là đại quyết chiến. Hiện giờ Thái Ất Thương sẽ tổng bộ cường giả đã ở tới Long Dương Thành trên đường, Ngụy Thư Dương ban đầu nhiệm vụ cũng đã viên mãn hoàn thành. Diệp Quân Lâm hiện giờ đã trấn an, tiên cư trang viên chỉ cần Ngụy Thư Dương không tự mình mở ra mắt trận cơ quan, Diệp Quân Lâm trên cơ bản cũng ra không được. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh nguyệt thần tông còn lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí ở một mức độ nào đó đã đạt tới khủng hoảng nông nỗi. Diệp quân lâm đám người rời đi tổng đà, chỉ có số ít long dương thành thái ất thương sẽ phân hội cường giả hỗ trợ hiệp phòng. Mà tử kim thương sẽ lại lần nữa tập kết đại quân, một khi đánh bất ngờ tinh nguyệt thần tông, như vậy đối với tinh nguyệt thần tông tới nói chính là tai họa ngập đầu A. À. Mộ dung huyền tình cũng là cuộc sống hàng ngày khó an để cho nàng khủng hoảng chính là vô luận nàng như thế nào cấp Diệp Quân Lâm truyền tống tin tức, cũng chưa có thể được đến đáp lại. Tại sao lại như vậy? Đưa tin pháp khí không nên không có bất luận cái gì phản ứng a. À. Mộ Dung Uyển tình nghĩ trăm lần cũng không ra, ngày hôm qua sử dụng còn hảo hảo, Diệp Quân Lâm thậm chí còn đơn giản thuyết minh một chút Long Dương thành tình huống. Thế nào Mộ Dung tông chủ còn không có liên hệ thượng Diệp tông chủ sao? Diệp tông chủ sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ đi. Tử Kim Thương sẽ lần này tập kết liên quân là lần trước binh lực mấy chục lần, mặc dù Diệp Tông Chủ chỉ sợ cũng không có chút nào phần thắng. Thái Ất Thương sẽ người cũng chưa chắc đáng tin cậy, làm buôn bán nhất chú trọng xu lợi tị hại, đối mặt như thế cường địch chưa chừng liền lâm thời bước ra rời đi. Tinh Nguyệt Thần Tông Đông Đảo Trưởng Lão cũng là lòng nóng như lửa đốt, đương nhiên càng nhiều vẫn là lo âu cùng sợ hãi. Mộ Dung Huyền tình thở dài, này đó lại làm sao không phải nàng trong lòng nhất lo lắng tai vạ đến nơi từng người phi tình huống quá mức thường thấy, đặc biệt là càng thêm chú trọng lợi hại được mất thái ất thương sẽ, một khi phát hiện mất nhiều hơn được nhất định rời khỏi. Tông chủ không phải cái loại này lâm trận chạy thoát người, chúng ta trước đừng tự loạn đầu trận tuyến. Mộ dung uyển tình dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên cũng không thể tiếp tục như vậy chờ đợi đi xuống, trần trưởng lão, người dẫn người cưỡi vân thuyền đi trước Long Dương thành tìm hiểu một chút tông chủ tin tức. Nhớ rõ đừng rút dây động rừng, có tình huống như thế nào kịp thời thông báo tổng đà. Diệp quân lâm rời đi khi cưới chính là thu được hình rồng vân thuyền, liên quan đem đỉnh cấp tuyệt thế thần binh đều trang tới rồi bên trong. Đến nỗi ở táng Long Sơn cốc thu được mà đến vân thuyền liền lưu tại tinh nguyệt thần tông, lúc này vừa vặn phái thượng công dụng. Bên kia, tử kim thương sẽ liên quân tốc độ cao nhất đi tới, cao thủ đứng đầu cưới vân thuyền đi trước tới, hắc giáp thiên quân còn lại là hơi chút chậm mấy ngày mới đến. Trong lúc nhất thời Long Dương Thành ở ngoài tinh kỳ phấp với đám đông ồ ạt, động tác nhất trí tinh anh đội ngũ giống như đao tước diều băm, đem Long Dương Thành vây quanh cái mưa gió không ra. Đầu tường phía trên trạm mãn hộ thành quân, trong đó không thiếu thái ất thương sẽ cường giả, nhìn đến dưới thành trạng huống khi đều là không tự kìm hãm được đảo hút khí lạnh. Xa xa nhìn lại, liền thấy dưới thành đầu người rậm rạp liếc mắt một cái vọng không đến biên, bọn họ đều là đao ra khỏi vỏ cung thượng huyền, mãnh liệt sát khí làm người không rét mà run. Trong đó còn trộn lẫn các loại linh thú đại quân, chúng nó hoặc là bốn vó bảo động phát ra nhẹ nhàng gầm nhẹ, hoặc là dương cánh bay lên không quan sát xoay quanh. Chỉ là vô luận như thế nào trạng thái, chúng nó đều ở lấy chính mình nhất am hiểu phương thức, cấp tòa thành trì này gây áp lực cực lớn. Hướng phía đông nam hướng nhìn lại, ước chừng mấy trăm đầu người thượng lại là huyền phù vô cùng phức tạp trận văn. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó trận văn thế nhưng hoàn toàn là từ kiếm khí ngang dọc đan sen dựng mà thành bởi vì kiếm khí của bị năng lượng thật sự quá mức cuồng bạo phảng phất đem khắp khu vực không gian đều rảo đến vỡ vụn mở ra ngao 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 đúng lúc này đinh tai nhức óc hổ gầm thanh truyền đến đầu tường mọi người chỉ cảm thấy màng tai một trận sinh đau thậm chí liền tinh thần đều gặp tới rồi đánh sâu vào tu vi kém một chút giả chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa lợi hại là chiến hổ tộc ở tập thể phóng thích huyết mạch thiên phú uy áp xem ra bọn họ là động thật Đầu tường có cường giả phân biệt ra tới chân chính tình huống ra tiếng giải thích. Không hổ là có được linh thú huyết mạch chủng tộc, thế nhưng có thể ở trạng thái tĩnh phong xuất ra như thế khủng bố năng lượng uy áp. Còn có những cái đó kiếm tu, rõ ràng không có ra tay, thế nhưng đều có thể hình thành khủng bố kiếm trận, phía trước quả thực chưa từng nghe thấy A. Tử kim thương sẽ kêu gọi lực thực sự quá lớn, so sánh với dưới thái ất thương sẽ bên này thanh thế kém hơn một cái cấp bậc A. Xem ra lần này thái ất thương sẽ nguy hiểm thế nhưng bởi vì hãn phỉ rào đến như vậy tuyệt cảnh tới. Còn không có đánh liền có như vậy khủng bố cảm giác áp bách, rất khó tưởng tượng chân chính giao thượng thủ sẽ là như thế nào tình huống, thật sự là thật là đáng sợ. Mau xem bên kia, giống như có không ít hình rồng vân thuyền bay qua tới, chúng ta mau chút trốn tránh lên, miễn cho bị vạ lây cá trong chậu. Không ít long dương thành bản thổ tông phái cường giả nghị luận sôi nổi, ở nhìn thấy khủng bố đại hình vân thuyền chạy như bay mà đến khoảnh khắc, bận rộn lo lắng trốn đến cực xa ẩn nấp chỗ. Âm âm âm, số con hình rồng vân thuyền bay vút mà qua, thái ất thương sẽ cường giả nháy mắt khẩn trương tới rồi cực điểm. Nhưng là không có được đến mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Huống chi tử kim thương sẽ cùng với phụ thuộc tổng sợ thế lực cường giả nhóm giống như cũng không tính toán cường công. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh lập với phía trước nhất hình rồng vân thuyền chủ phòng điều khiển chung, hắn bên người đi theo rất nhiều tử kim thương sẽ đứng đầu cường giả. Giờ phút này bọn họ đều là vận chuyển công pháp phóng thích năng lượng lấy này ở cả tòa Long Dương bên trong thành tra xét diệp quân lâm hơi thở. Mặt khác vân thuyền nội cường giả cũng làm đồng dạng công tác, bọn họ cơ hồ liền thuộc về thảm thức tìm tòi diệp quân lâm tung tích. Hình dòng vân thuyền phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa bọn họ là mấy chục con vân thuyền đồng thời tiến hành điều tra. Vô dụng nửa canh giờ cũng đã đem Long Dương thành tra xét cái biến, nhưng mà làm mọi người thất vọng chính là Long Dương thành cũng không có diệp quân lâm hơi thở. Hãn Phỉ cũng không ở Long Dương Thành trong vòng. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh phán đoán nói. Mấy chục con vân thuyền lại lần nữa trở về Long Dương ngoài thành vây doanh địa, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trực tiếp đem tin tức báo cho mặt khác tông phái cường giả. Nghĩ đến Hãn Phỉ biết được chúng ta thanh thế to lớn, biết rõ không địch lại tự nhiên liền núp vào, Hãn Phỉ cũng bất quá như thế sao? Các hạ lời này có lý, nghe nói Hãn Phỉ phía trước kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không đem tử kim thương sẽ để vào mắt, hiện giờ thế nhưng đương rùa đen rút đầu, thật là buồn cười a. À. Cũng không thể quái hãn phỉ lá gan quá tiểu, phía trước chúng ta phái ra lực lượng chung quy hữu hạn, hơn nữa thái ất thương sẽ to lớn duy trì, mới vừa rồi đưa bọn họ đánh lui. Xem ra lấy hãn phỉ cá nhân thực lực, nhiều nhất là có thể đối phó ba cái đại hình tông phái cường giả tập hợp lực lượng. Không sai, nếu không có thái ất thương sẽ từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể là một vạn hắc giáp thiên quân đối thủ kẻ thức thời trang tuấn kiệt, xem ra hãn phỉ vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, dưới tình huống như vậy, trốn đi mới là sáng suốt cử chỉ. Nghe được lời này mọi người cười vang. Mới đầu này đó tông phái còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc như vậy rất mạnh giả đều sát vũ mà về. Nhưng hiện tại treo cao tâm cũng nháy mắt trầm xuống dưới, hãn phỉ cũng không trong tưởng tượng như vậy khủng bố, ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất kham một kích. Hoàng phủ hội trưởng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? muốn hay không trực tiếp đem thái ất thương sẽ san bằng. Có người cung thanh hỏi. Hoàng phủ hoàng thịnh trầm ngâm một lát, nói, chúng ta chính yếu mục đích là chém giết hãn phỉ, đến nỗi thái ất thương sẽ tạm thời không cần thiết khởi chính diện xung đột. Đến nỗi bọn họ phía trước dám đứng thành hàng hãn phỉ xử tình, chờ bổn tọa đánh chết hãn phỉ lúc sau lại tìm bọn họ tính tổng nợ, đến lúc đó cần thiết làm cho bọn họ cách xù bồi thường. Nếu hãn phỉ không ở Long Dương trong thành, chúng ta trực tiếp đuổi bôn tinh Nguyệt Thần Tông, đem cái này tiểu tông phái san bằng, tin tưởng hãn phỉ đến lúc đó sẽ chủ động hiện thân. Mọi người nghe vậy sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Hoàng phủ hội trưởng, Thái Ất Thương sẽ long dương thành phân hội trưởng ngụy Thư Dương cầu kiến, nói là muốn cùng ngài nói một chút bảo hạ hãn phỉ điều kiện. Đúng lúc này có thủ hạ người hội báo. Hoàng phủ hoàng thịnh hư lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường mà nói, chỉ bằng hắn kẻ hèn một cái biên tùy tiểu thành phân hội trưởng, cũng vọng tưởng cùng bồn tọa trực tiếp đối thoại. Chuyển cáo ngụy Thư Dương, muốn cùng bổn tọa đàm phán ít nhất cũng đến là thái ất thương sẽ tổng bộ cao tầng, đến nỗi hắn, còn không xứng. Đem ngụy thư dương tống cổ rớt, chúng ta tức khắc xuất phát đuổi bôn tinh nguyệt thần tông. Hoàng phủ hoàng thịnh hoàn toàn không đem ngụy thư dương để vào mắt, đương nhiên này cũng không phải hắn quá mức cuồng vọng, mà là hai bên thân phận sắc thật tồn tại tranh lệch. Long Dương Thành cùng Vạn Đảo Thành so sánh với thuộc về khác nhau một trời một vực, Thái Ất Thương sẽ bản thân lại xa so ra kém tử kim thương sẽ hai bên mặt thêm vào dưới, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh tự nhiên cảm giác về sự ưu việt mười phần. Âm âm âm, theo tiếng gầm rú vang lên, thượng trăm con hình rồng vân thuyền bay lên trời, mình mông cuồn cuộn sát hướng tinh nguyệt thần tông. Hơn trăm con vân thuyền đi nhờ ngàn dư danh các đại tông phái đỉnh cấp cường giả, nhanh như điện chấp sát hướng tinh nguyệt thần tông. Tuy rằng có rất nhiều nhãn tuyến ở thời khắc quan sát đến tình huống hơn nữa kịp thời thông chi tới rồi tổng đà, nhưng mộ dung huyền tình chờ một chúng cao tầng như cũ có chút trở tay không kịp, mộ dung tông chủ, chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ a? À? Hiện tại chúng ta mặc dù muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi, chẳng lẽ còn không liên hệ thượng diệp tông chủ bên kia sao? Nhãn tuyến hội báo thái ất thương sẽ cường giả nhóm đem Long Dương thành phiên cái đế hướng lên trời, như cũng không phát hiện diệp tông chủ tung tích, lúc này mới sát tới cửa tới. Diệp tông chủ quả nhiên cũng không có nắm chắc đối phó bọn họ, trực tiếp trốn đi sao? Tinh nguyệt thần tông cao tầng nhóm nháy mắt hoảng loạn lên, mỗi người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm mộ dung huyền tình cũng là bị hỏi đến sức đầu mẻ chán trong lòng đồng dạng thấp thỏm bất an thậm chí tràn ngập sợ hãi mặc dù nàng biết chính mình làm tông môn lâm thời người nắm quyền hẳn là ổn định đầu trận tuyến nhưng đôi mắt chỗ sâu trong thấp thỏm lo âu đã là bán đứng nàng thái ất thương sẽ cường giả cũng không hảo đi nơi nào trong ánh mắt tràn đầy co quắp bất an bọn họ tuy rằng đã cùng ngụy thư dương lấy được liên hệ biết được một ít nội tình nhưng Ngụy Thư Dương đồng dạng vừa mới phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Đương nhiên bọn họ cũng biết Thái Ất Thương sẽ tổng bộ cao tầng đã ở tới trên đường, nhưng là cụ thể khi nào có thể đuổi tới liền không chuẩn. Nếu ở cái này thời gian đoạn tử Kim Thương sẽ cường giả nhóm phát động tổng tiến công, như vậy bọn họ như cũng có tánh mạng chi nguy. Đại gia không cần hoảng, tin tưởng Tông Chủ đã có mặt khác thích đáng an bài. Mộ Dung Huyền tình cảm giác chính mình nói những lời này khi cũng chưa bất luận cái gì tự tin, trường hợp tự nhiên cũng không được đến bất luận cái gì hữu hiệu mà khống chế, ngược lại càng rối loạn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo giống như xét đánh giữa trời quang thanh âm truyền đến. Hãn phỉ đồng đảng nhóm nghe, nhanh lên ra cửa nhận lấy cái chết. Mọi người chỉ cảm thấy ngắn ngủi thất thần, có thể nghĩ phát ra tiếng người tu vi có bao nhiêu cường hãn. Mộ dung uyển tình cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng tới nhanh như vậy, âm thầm cảm thán hình rồng vân thuyền tốc độ khủng bố, ngay sau đó dẫn người đi ra đại điện thẳng đến đầu tường. Vừa mới bước lên tổng đà đầu tường, mọi người liền nhìn đến hơn trăm con hình rồng phượng hình vân thuyền ở không trung huyền phù, rất nhiều cường giả thân thể chung quanh cường hãn hơi thở vần quanh. Các người nhanh chóng làm hãn phỉ lăn ra đây, nếu không bổn hội trưởng muốn huyết tẩy tinh nguyệt thần tông. Hoàng phủ Hoàng Thịnh Cao giọng nói. Mộ dung huyền tình khẩn trương tới rồi cực điểm, thân thể đều ở không chịu khống chế run nhẹ nhẹ. Nàng tuy rằng không quen biết Hoàng phủ Hoàng Thịnh, nhưng là đối phương tự xưng hội trưởng, có thể nghĩ đó là tử kim thương sẽ tuyệt đối cao tầng. Hoàng phủ hội trưởng, chúng ta thái ất thương sẽ cường giả đã ở trên đường, muốn cùng quý phương đàm phán, còn thỉnh tạm thức lôi đình chi. Thái ất thương sẽ vị này cường giả nói còn chưa nói xong, liền chợt cảm giác trước mắt hàn mang thoáng hiện, ngay sau đó liền lâm vào vô tận hắc ám. Thình thịch, xác chết ngã quỵ trên mặt đất. Ôn ào, hoàng phủ hoàng thịnh khinh thường mà hừ một tiếng, tiếp tục nói, từ giờ trở đi, mỗi quá 15 phút bổn tọa liền sát 10 người, thẳng đến hãn phỉ xuất hiện mới thôi. Giọng nói lạc, đầu tường thượng mọi người sôi nổi không tự giác lui về phía sau, bọn họ ai đều không nghĩ trở thành suất đầu chi điều. Thái ất thương sẽ cường giả tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng là ở cường đại thực lực trước mặt cũng chỉ có thể cực lực nhẫn nại. Hiện trường áp lực tới rồi cực điểm, tất cả mọi người cảm nhận được tử vong hơi thở tới gần, thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức. 15 phút trước mắt tức đến, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh ngưng thanh nói, nếu hãn phỉ không màng các ngươi chết sống, vậy đừng trách bổn hội trưởng tàn nhẫn độc ác. Người tới A, à, trước đem nữ nhân kia bên người 10 cái tinh nguyệt thần tông cao tầng giết chết. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh chỉ chỉ mộ dung huyền tình nói. Tuân mệnh, lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh chợt bắn ra, trong chớp mắt đã tới rồi phụ cận. Mộ dung huyền tình đám người đồng tử mãnh xúc, bọn họ đều cảm nhận được lành lạnh sát ý. Audio điện tử võ tấn bền Mộ Dung Uyển Tình đám người muốn tránh né, nhưng hai chân giống như là rót chỉ giống nhau, thế nhưng khó có thể di động mảy may. mắt thấy trưởng ảnh cấp tốc tới gần, vài tên tinh Nguyệt Thần Tông trưởng lão đã là nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong buông xuống. Mộ Dung Uyển Tình cũng là thương mà không giúp gì được, nàng có thể cảm giác được đối phương mục tiêu cũng không phải chính mình, nhưng lại là bên người tuyệt đối cao tầng. đang ở này nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một đạo khủng bố lực lượng chờ từ phía đông nam hướng đánh úp lại. Người nào? Tử kim thương sẽ cường giả chợt dừng lại thân hình, lại phát hiện trước mắt đã nhiều một đạo áo đen lão giả. Vừa rồi nếu không phải khẩn cấp tránh lui, chỉ sợ đã sớm bị trưởng phong đánh thành trọng thương, thậm chí đương trường đánh chết. Áo đen lão giả vẫn chưa làm ra đáp lại, mà là đem ánh mắt chuyển hướng hình rồng vân thuyền phía trên Hoàng Phủ Hoàng Thịnh. Nhoáng lên mấy chục cái không thấy, Hoàng Phủ hội trưởng phong thái như cụ A. Thanh âm cứng cáp hữu lực, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Nguyên Lai là hạ hầu phó hội trưởng, hồi lâu không thấy, như thế nào, hôm nay liền ngươi cũng muốn cùng ta là địch. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trong giọng nói lộ ra ẩn ẩn tức giận, đối phương là Thái Ất Thương sẽ tổng bộ phó hội trưởng hạ hầu thương. Hạ hầu thương thân phận siêu nhiên, xa không phải Ngụy Thư Dương Chi Lưu có thể so sánh, hắn ở một mức độ nào đó liền đại biểu cho toàn bộ Thái Ất Thương sẽ thái độ. Nói cách khác, Hạ Hầu Thương lúc này hiện thân nếu là chính diện xé rách ra mặt, vậy Thuyết Minh Thái Ất Thương sẽ đã làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị. Hoàng Phủ Hội trưởng nói được nơi nào lời nói, ta lần này tiến đến đại biểu Hội trưởng Cùng Tử Kim Thương hội đàm phán. Nghe được Hạ Hầu Thương những lời này, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này Thuyết Minh Thái Ất Thương sẽ cũng không nghĩ huyết chiến đấu tới cùng. Hảo A, à, chúng ta đây liền nói chuyện đi. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh lập tức đáp ứng xuống dưới hai người liền lấy tinh nguyệt thần tông tổng đà nghị sự đại sảnh làm đàm phán địa điểm, hai bên liền như thế nào bồi thường tổn thất triển khai kịch liệt thảo luận. Đàm phán ước chừng rằng có ba cái canh giờ, hai bên cuối cùng đạt thành nhất trí. Hoàng phủ hội trưởng, như vậy chúng ta liền một lời đã định, Thái Ất Thương sẽ trả giá chín điều tinh mạch làm chính yếu bồi thường lợi thế. Còn lại thần binh cùng với thiên tài địa bảo căn cứ thương nghị số lượng ở ba tháng nội giao phó thanh. Mặt khác tông môn tổn thất cũng dựa theo các người yêu cầu bảng giá bồi thường, điểm này liền từ từ kim thương sẽ phương diện thuyết phục những cái đó tông môn không cần vọng động. Hạ hầu thương trầm giọng nói. Hoàng phủ hoàng thịnh gật gật đầu, nói, nếu thái ất thương sẽ lấy ra như thế có thành ý bảng giá, tử kim thương sẽ cũng không thể không cho mặt mũi. Trấn an mặt khác tông môn nhiệm vụ liền giao cho tử kim thương sẽ có thể, chỉ là còn thỉnh thái ất thương sẽ đúng hạn đem bồi thường đưa đến vạn đảo thành tử kim thương sẽ. Hoàng phủ hoàng thịnh sở dĩ như thế thống khoái đáp ứng, trừ bỏ thái ất thương sẽ cho ra bảng giá xác thật phong phú ở ngoài càng nhiều vẫn là được đến tổng bộ mệnh lệnh nguyên lai ở hạ hầu thương đuổi đến tinh nguyệt thần tông đàm phán đồng thời thái ất thương sẽ tổng bộ cũng liên hệ tử kim thương sẽ tổng bộ hai bên hội trưởng trực tiếp lợi dụng thông tin pháp khí tiến hành rồi đàm phán tử kim thương gặp trường vì tránh cho lưỡng bại câu thương dưới tình huống bị mặt khác tông môn sấn hư mà nhập lúc này mới đáp ứng xuống dưới tiếp thu đối phương bồi thường do đó buông tha hãn phỉ một mạng Đàm phán sau khi kết thúc, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trực tiếp xuất lĩnh các đại tông phái thế lực rút về vạn đảo thành. Mà Thái Ất Thương sẽ còn lại là đối ngoại tuyên bố Diệp Quân Lâm từ nay về sau đó là Thái Ất Thương sẽ người, ai còn dám đối hắn bất lợi liền, là cùng toàn bộ Thái Ất Thương sẽ vì địch. Nguy cơ giải trừ, sở hữu tinh nguyệt thần tông cao tầng thở dài ra một hơi, sống sót sau tai nạn cảm giác làm cho bọn họ suýt nữa tại chỗ quơ chân múa tay. Sự tình giải quyết phiên mãn sau, xa ở Long Dương thành tiên cư trang viên Diệp Quân Lâm mới biết được ngoại giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáng giận, thật là làm điều thừa. Diệp Quân Lâm tức giận phi thường, ở tới hắn xem ra chính mình hoàn toàn có thể cùng tử Kim Thương sẽ liên quân chính diện đánh giá. Đúng lúc này Ngụy Thư Dương đuổi lại đây. Ngụy Thư Dương đi vào tiên cư trang viên gặp mặt Diệp Quân Lâm, tự nhiên cũng cảm nhận được Diệp Quân Lâm phẫn nộ. Diệp tiên sinh thỉnh bất giận, ta biết ngài có năng lực cùng tử Kim Thương sẽ chống lại, nhưng là đàm phán đã đã kết thúc ngài cũng đừng lại đi tử kim thương sẽ phiền toái ngụy thư dương tận tình khuyên bảo mà khuyên ngay sau đó lại đem kỹ càng tỉ mỉ đàm phán quá trình báo cho diệp quân lâm diệp quân lâm phía trước chỉ hiểu biết cái đại khái lúc này mới minh bạch thái ất thương sẽ vì một sự nhịn chín sự lành thế nhưng phát ra như thế đại đại giới đặc biệt là chín điều tinh mạch kia chính là cấp bậc cao hơn long mạch tồn tại nghe nói có thể hấp thụ bầu trời sao trời chi lực cường đại linh mạch thái ất thương sẽ đại lấy máu, Diệp Quân Lâm cũng không hảo trách tội, rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên giảng, cũng là vì bảo hộ chính mình mà trả giá đại giới. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, tuyệt không sẽ làm thái ất thương sẽ nhận không tổn thất, như vậy đi, ta cung cấp năm bính chuẩn thần binh làm đáp tạ chi lễ. Về sau chúng ta đó là chân chính hợp tác đồng bọn, chỉ là ta đã nói trước, lần sau không thể lại âm thầm dở trò bao biện làm thay. Diệp quân lâm trầm giọng nhắc nhở nói. Ngụy Thư Dương vui mừng khôn xiết vội vàng gật đầu, hắn biết rõ Diệp Quân Lâm trong miệng chuẩn thần binh phẩm cấp. Kia nhưng hơn xa bình thường ý nghĩa thượng chuẩn thần binh có thể bằng được, mặc dù là phía trước bị một ít đại tông phái nhận định tuyệt thế thần binh cũng vô pháp đánh đồng. Diệp Tiên Sinh xin yên tâm, này tuyệt đối là cuối cùng một lần. Ngụy Thư Dương bận rộn lo lắng làm ra bảo đảm. Theo sau Ngụy Thư Dương đem Diệp Quân Lâm cung cấp năm bính chuẩn thần binh sự tình báo cho tổng bộ, Thái Ất Thương sẽ trên dưới cũng là mừng rỡ quơ chân múa tay. Tuy rằng vì khuyên lui tử kim thương sẽ trả giá rất nhiều đại giới, nhưng là được đến Diệp Quân Lâm hữu nghị mới càng thêm chân quý. Đây chính là cho rằng đỉnh cấp rèn đại sư, về sau tưởng được đến cái dạng gì tuyệt thế thần binh còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên kia, tuy rằng cùng Thái Ất Thương sẽ đạt thành hữu hảo hiệp nghị, nhưng là Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trong lòng như cũ phi thường khó chịu. Táng Long Sơn cốc một dịch Long Dương thành phân hội tổn thất ước chừng 17 vị đỉnh cường giả, đặc biệt là đại trưởng lão thần vẫn càng là lớn lao tổn thất. Đương nhiên Tử Kim Thương sẽ tổng bộ cao tầng cũng là cảm giác có thất mặt mũi, rốt cuộc kỳ hạ như vậy nhiều tông phái thương vong cũng không ở số ít. Nếu lần này thông qua bồi thường liền có thể bình ổn, khó tránh khỏi sẽ cho người mượn cớ bất cận nhân tình, đem thủ hạ người tánh mạng đạt thành lợi thế đàm phán. Vì thế Tử Kim Thương sẽ tuyệt đối cao tầng triển khai một lần liên hợp hội nghị, cuối cùng quyết định thuê sát thủ giải quyết Diệp Quân Lâm. Tóm lại này bút chứng tuyệt đối không thể như vậy thiện bãi cam hưu. Vì thế ở hội nghị sau khi kết thúc Hoàng Phủ Hoàng Thịnh liền chủ yếu phụ trách triệu tập sát thủ công việc. Vì tránh cho cho người mượn cớ, Tử Kim Thương sẽ vẫn chưa ở quanh thân lĩnh vực thuê sát thủ. Mà là trực tiếp tìm được rồi sao trời hải ba vạn giảm ở ngoài một chỗ cấm địa bộ xương khô đầm lầy. Khu vực này là một mảnh thần bí khủng bố đến mức tận cùng đầm lầy, mặc dù là rất nhiều cường giả cùng linh thú đều không thể tránh thoát, trực tiếp dẫn tới này phiến đầm lầy nơi nơi đều là dày đặc bộ xương khô, bởi vậy được gọi là nhưng mà này phê sát thủ liền ở đầm lầy nội trường kỳ sinh tồn, nghe nói bọn họ là bởi vì tu luyện độc nhất vô nhị công pháp mới có thể tồn tại tại đây. Nguyên nhân chính là vì bộ xương khô đầm lầy đặc thù tính, rất nhiều người biết bọn họ tồn tại, lại không dám dễ dàng tìm tới môn. Hơn nữa bộ xương khô đầm lầy sát thủ nhóm ở vô số ám sát nhiệm vụ chung không một bài tích, này liền càng làm cho bọn họ ở Côn Luân khư uy danh hiển hách. Tử Kim Thương sẽ cung cấp lợi thế phi thường phong phú, Bộ xương khô đầm lầy sát thủ nhóm vui vẻ tiếp nhận rồi ám sát nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Tử Kim Thương sẽ còn tìm thượng mười mấy đại hình thợ săn tiền thưởng tổ chức, bao gồm trong đó đứng đầu Vĩnh Hằng, Thiên Phạt, Thần Đồ Tam đại tổ chức. Này mấy cái thợ săn tiền thưởng tổ chức thực lực mạnh mẽ, mỗi cái tổ chức đều chiếm cứ một tòa thành trì. Mọi người phân công minh xác, sát, sát thủ phụ trách đánh chết Diệp Quân Lâm, thợ săn tiền thưởng tổ chức còn lại là phụ trách cướp đoạt Diệp Quân Lâm trên tay tứ đại tuyệt thế thần binh. Long Dương thành Thái Ất Thương sẽ nội Diệp Quân Lâm như cũ ở Long Dương bên trong thành dừng lại Hắn cũng muốn cùng Thái Ất Thương sẽ đàm phán một chút kế tiếp cụ thể hợp tác công việc Vì tỏ vẻ đối Diệp Quân Lâm tôn trọng Từ Kim Thương gặp lớn lên con gái một mộng vô nhai tự mình lại đây cùng Diệp Quân Lâm trao đổi Diệp Tiên sinh thỉnh thứ lỗi Bởi vì ta phụ thân thân phận đặc thù Hắn một khi có điều động tác sẽ chiêu cho quá nhiều ánh mắt Cũng là sẽ cho Diệp Tiên sinh mang đến không cần thiết phiền toái lúc này mới không tự mình lại đây gặp nhau. Mộng vô nhai dẫn đầu nói. Diệp quân lâm vẫy vẫy tay, nói, không sao, người có thể tới nói cũng giống nhau. Đa tạ Diệp tiên sinh thông cảm. Mộng vô nhai ôn nhu nói. Theo sau mộng vô nhai cấp Diệp quân lâm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút thái ất thương sẽ, đương nhiên trong đó cũng có một tia khoe ra ý vị. Trải qua một phen giới thiệu, Diệp quân lâm thế mới biết thái ất thương sẽ tổng bộ ở bắc vực nhất trung tâm một tòa đại thành trong vòng mà côn luân khư chủ yếu chia làm đông tây nam bắc trung nam đại vực mà long dương thành vị trí khu vực đó là bắc vực đương nhiên long dương thành ở vào toàn bộ bắc vực mảnh đất giáp danh cho nên so sánh với dưới không phải thực phồn hoa bắc vực cực kỳ khổng lồ nhưng là chân chính phồn hoa vẫn là trung vực cũng bị côn luân khư tu sĩ xưng là trung châu liền lấy thái ất thương sẽ tổng bộ nơi long chỉ thành liền ở trung châu trong vòng mà tòa thành này đúng là bởi vì đông đảo long mạch tụ tập hình thành từng cái long mạch trì mà được gọi là. Diệp tiên sinh, ta phụ thân ý tứ là muốn cho ngươi đi trước long trì thành thái ất thương sẽ tổng bộ, phó hội trưởng vị trí từ ngươi tới làm. Mộng vô nhai lời này mặt ngoài nghe tới như là thành mời gia nhập, nhưng là luôn có loại ban thưởng ý vị. Diệp quân lâm không có chút nào do dự liền nói, mộng tiểu thư, đối với đưa vào thái ất thương sẽ ta tạm thời không có suy xét quá. Diệp quân lâm xác thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, cùng Thái Ất Thương sẽ hợp tác không có gì vấn đề, nhưng là gia nhập trận doanh chịu người chế ước, hắn không muốn. Mộng vô nhai trong lòng tức khắc hiện lên một mặt tức giận. Thầm nghĩ, nếu không phải Thái Ất Thương sẽ từ giữa điều đình, người đã sớm bị tử kim thương sẽ liên quân nghiền xương thành cho, nơi nào luôn được đến người ở chỗ này rõng rạc. Trong lòng tuy rằng có tất cả khó chịu, nhưng là mộng vô nhai mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Nếu Diệp Tiên Sinh không đồng ý, vô nhai cũng không nguyễn cưỡng. Mộng Vô Nhai cười nói, nhưng mà cùng đi Thái Ất Thương sẽ thiên kiêu nhóm tức khắc nổi giận, Đường Trường mở miệng chỉ trích Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, ngươi không khỏi quá vong ân phụ đi. Lần này vì bảo hạ ngươi, Thái Ất Thương sẽ có thể nói tổn thất thảm trọng. Không sai, huống chi làm ngươi trực tiếp đương Thái Ất Thương sẽ phó hội trưởng, ngươi quá không biết điều, thế nhưng cự tuyệt. Nếu không phải Thái Ất Thương sẽ ra mặt, ngươi đã sớm bị Tử Kim Thương sẽ cường giả nhóm giết. Mọi người sôi nổi biểu đạt bất mãn, Diệp Quân Lâm sắc mặt cũng tức khắc trầm xuống dưới. Ngụy Thư Dương biết rõ Diệp Quân Lâm tính tình, bận rộn lo lắng mở miệng hòa giải, lúc này mới miễn cưỡng đem thất thố bình ổn xuống dưới. Nhưng mà những cái đó thái ất thương sẽ thiên kiêu nhìn về phía Diệp Quân Lâm ánh mắt đã phi thường bất hữu thiện. Mộng Vô Nhai thuận thế nói, nghe nói Diệp tiên sinh rèn chi thuật cao thâm khó đoán, không biết Vô Nhai có không một nhìn đã mắt. Mặt khác Thái Ất Thương sẽ thiên kiêu sôi nổi tỏ vẻ không tin Diệp Quân Lâm rèn chi thuật, sôi nổi ồn ào muốn mắt thấy vì thật. Diệp Quân Lâm đảo cũng phi thường thản nhiên, nói, không thành vấn đề, các ngươi chuẩn bị hảo tài liệu, ta liền ngay tại chỗ vì các ngươi rèn thần binh. Mộng vô nhai thuộc về có bị mà đến, đem tùy thân mang theo rất nhiều trung đảng tài liệu lấy ra, làm Diệp Quân Lâm rèn ra một thanh vũ khí. Diệp tiên sinh, nhiều người như vậy đồng thời bàng quan, có thể hay không có cái gì không ổn chỗ. Ngụy Thư Dương cau mày hỏi, "Rèn chi thuật dù sao cũng là trung tâm cơ mật, những người này chung chưa chắc đối thái ất thương sẽ là một lòng, nếu tiết lộ sau khi rời khỏi đây quả không dám tưởng tượng." Diệp Quân Lâm cười nói, "Ta rèn chi thuật liền tính ở nhiều người xem cũng học không được." Mộng Vô Nhai đám người tự nhiên trong lòng khó chịu, bọn họ trong đó cũng không thiếu nghiên cứu rèn thuật người, chính là vì phán đoán Diệp Quân Lâm rèn thuật sâu cạn mới theo tới. Diệp Quân Lâm cũng nhìn ra nhóm người này trong lòng suy nghĩ nhưng là lại không quá nhiều giải thích chính cái gọi là sự thật thắng với hùng biện hắn phải dùng hành động làm những người này câm miệng dùng loại này cấp bậc tài liệu rèn diệp quân lâm vẫn chưa làm lôi kỳ lân hỗ trợ phóng thích địa mạch ngọn lửa cùng thiên lôi chi lực trực tiếp tìm một chỗ liền bắt đầu rèn theo thời gian trôi qua kia đôi nguyên vật liệu dần dần biến thành một thanh mũi nhọn lưỡi dao sắc bén trong lúc diệp quân lâm một loạt rèn thủ pháp xem đến thái ất thương hội chúng người hoa cả mắt đặc biệt là vị kia thái ất thương sẽ cố ý phái tới rèn đại sư cũng là bị khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, liên tục cảm thán Diệp Quân Lâm rèn thuật cao thâm khó đoán. Đại tiểu thư, người này rèn thuật đã đến đến hóa chi cảnh, thuộc hạ hổ thẹn không bằng. Thái ất thương sẽ rèn đại sư truyền âm nói. Mộng vô nhai trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, vị này rèn đại sư nghĩ đến mắt cao hơn đỉnh, có thể được đến hắn như vậy đánh giá, có thể nghĩ Diệp Quân Lâm lợi hại chỗ. Người này thật sự là cái bảo bối, Nhất định phải nghĩ mọi cách đem này lộng tới Thái ất Thương sẽ trong vòng hợp tác quan hệ chung quy nguy hiểm quá lớn. Mộng Vô Nhai đang âm thầm hạ quyết tâm. Đợi cho Diệp Quân Lâm rèn hoàn thành lúc sau, Mộng Vô Nhai đối với chuôi này thần binh cũng là yêu thích không buông tay. Diệp tiên sinh không hổ là rèn kỳ tài, rèn chi thuật làm người khâm phục, chỉ là không biết Diệp tiên sinh còn sẽ mặt khác sao. Tỷ như luyện đan. Mộng Vô Nhai nửa nói giỡn mà nói. Mộng Vô Nhai vốn là trêu chọc lấy này cảnh kỳ diệp quân lâm kỳ nhân dị sĩ nhiều đến là, đừng tưởng rằng có được rèn thuật liền có thể mộc không tứ hải. Nhưng là mộng vô nhai lại không nghĩ rằng nàng một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, ngược lại nhắc nhở diệp quân lâm. Lúc trước tiện nghi sư phụ cho hắn lưu sách cổ trừ bỏ rèn binh khí, thật là có về luyện đan nội dung, hơn nữa này bộ phận nội dung thâm ảo vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Đương nhiên chính yếu vẫn là bởi vì tại thế tục giới luyện đan chi thuật căn bản là đề không dùng được, luyện chế đan dược tài liệu cùng với công cụ đều cực kỳ khiếm khuyết. Nhưng chuyện tới hiện giờ lại không giống nhau, Côn Luân Khư nội tài liệu đầy đủ hết, luyện đan sở cần phẩm cơ hồ là cái gì cần có đều có. Ta nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, không biết thái ất thương sẽ có không hỗ trợ chuẩn bị dưới vật phẩm. Diệp quân lâm ngay sau đó đem sở cần chi vật kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới. Mộng vô nhai lập tức danh nhân chuẩn bị, bọn họ tùy thân mang theo cũng có tương quan vật phẩm, thực mau liền đem tất cả vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết. Thái ất thương sẽ chuẩn bị lò luyện đan, Diệp Quân Lâm sử dụng tới cũng rất là thuận tay, hắn nghiêm khắc dựa theo sách cổ ghi lại bước đi tiến hành thao tác. Bởi vì là lần đầu luyện đan, lúc mới bắt đầu thủ pháp còn lược hiện mới lạ, nhưng là Diệp Quân Lâm thiên phú dị bẩm, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ước chừng hai cái canh giờ sau, một quả ánh vàng rực rỡ cực phẩm đan dược luyện chế thành công. Mau xem này cái đan dược thế nhưng có cửu trọng đan văn, tuyệt đối coi như là cực phẩm đan dược A. Này luyện đan thuật thế nhưng so rèn chi thuật còn muốn tinh vi, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt A. Diệp tiên sinh thật sự là luyện đan kỳ tài, vừa ra tay đó là luyện chế ra tới cực phẩm đan dược. Chúng thái ất thương sẽ cường giả kích động hỏng rồi, đặc biệt là mộng vô nhai càng thêm hưng phấn. Ở nàng xem ra Diệp quân lâm chính là trời sinh làm hạ nhân tài liệu, như thế song hướng mới có thể, liền nên ngoan ngoãn vì thái ất thương sẽ phục vụ mới đúng. Diệp tiên sinh, người có được như thế mới có thể, càng cần nữa mượn dùng thương hội chi lực mới có thể nhanh chóng thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Đúng vậy Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu gia nhập thái ất thương sẽ, thương hội chắc chắn dốc hết sức lực chi viện ngươi luyện đan luyện khí. Diệp tiên sinh, gia nhập đến thái ất thương sẽ đại gia đình đến đây đi. Mọi người sôi nổi lại một lần phát ra mời, mộng vô nhai nói chuyện ngữ khí cũng so với phía trước chân thành rất nhiều. Diệp quân lâm không có chút nào do dự, lại lần nữa quyết đoán cự tuyệt. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Quân Lâm đều ở luyện chế đan dược, hắn đã bị luyện đan mị lực hấp dẫn. Mấu chốt là các loại đan dược công hiệu cũng phi thường đầy đủ hết, chính mình có lẽ không dùng được, nhưng là bên người những người đó tuyệt đối dùng được với. Liên tỷ như khôi phục thể lực, trị liệu nội thương, ngắn ngủi tăng lên thực lực từ từ huyền diệu công hiệu đan dược. Chỉ cần nguyên vật liệu cung ứng đầy đủ hết, Diệp Quân Lâm đều có thể y theo sách cổ ghi lại nội dung đem đan dược luyện chế ra tới. Bên kia, mộng vô nhai đám người đã bị Diệp Quân Lâm luôn phiên cự tuyệt cấp hoàn toàn chọc giận. Diệp Quân Lâm thật là cuồng vọng tới rồi cực điểm, dám can đảm luôn phiên cự tuyệt đại tiểu thư hảo ý. Làm hắn đương phó hội trưởng là cất nhắc hắn, thế nhưng cấp mặt không biết xấu hổ, thật sự là tìm chết. Cần thiết đến cho hắn điểm giáo huấn mới được, nếu không thật cho rằng này thái ất thương sẽ không hắn không được. Mọi người lòng đầy căm phẫn, Mộng Vô Nhai cũng là trong cơn giận dữ, hơn nữa đang âm thầm quyết định tìm cơ hội giáo huấn một chút Diệp Quân Lâm. Ba ngày sau, Diệp Quân Lâm liên tục luyện đan lúc sau thu hoạch pha phong, nghĩ ra tới thấu khẩu khí, liền đến Long Dương trong thành đi dạo. Lại vào lúc này đột nhiên cảm giác âm thầm có sát khí chợt lóe rồi biến mất. Thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. À. Diệp Quân Lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, tuy rằng còn không xác định đối phương bối cảnh, nhưng có thể suy tính ra đại khái suất chính là tử kim thương sẽ bút tích. Đương nhiên tử kim thương sẽ loại này cách làm cũng có thể lý giải, chính mình giết bọn họ như vậy nhiều người, sao có thể bởi vì điểm bồi thường liền chân chính thiện bãi cam hưu đâu. Vì thế Diệp Quân Lâm cố ý đi hướng trong thành hẻo lánh chỗ, cuối cùng tiến vào nói một mảnh trong thành vứt đi trang viên nội. Theo lâu như vậy, nhanh lên hiện thân đi. Diệp Quân Lâm hài hước mà nói. Gì? Âm thầm theo dõi sát thủ hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, bọn họ vốn là am hiểu ẩn nấp tung tích, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa ra hỏa này rõ ràng chính là đem chính mình hướng hẻo lánh vứt đi trang viên bên trong dẫn. Giết hắn. Theo một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhảy tới vứt đi trang viên trong vòng. Diệp quân lâm xoay người nhìn lại, liền thấy những người này ăn mặc hoa hòe lòe loẹt nhưng là có 10 dư cá nhân thân xuyên thiêu đầu lâu áo đen. Không nghĩ tới bộ xương khô đầm lầy sát thủ đều xuất động, gia hỏa này bài mặt thật đúng là rất đại a. À. Này không phải thật tốt, sinh chúng ta rất nhiều phiền toái. Mặt khác ăn mặc khác nhau sát thủ sôi nổi nghị luận. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm hỏi, bộ xương khô đầm lầy sát thủ rất mạnh sao? Lời còn chưa dứt, Diệp quân lâm thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận, bộ xương khô đầm lầy sát thủ đầu mục nhắc nhở nói. Nhưng mà cái này nhắc nhở trung quy là chậm nửa nhịp, tên kia sát thủ trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ báo động trước. Phanh, một đoàn huyết phục tuôn ra, sát thủ liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra liền chết oan chết uổng. Điểm tử đâm tay, đại gia cùng nhau thượng. Bộ xương khô đầm lấy sát thủ đoàn thành viên cùng mà công, nhưng mà cái tiếp một màn làm thợ săn tiền thưởng nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Liền thấy Diệp quân lâm thân ảnh không ngừng ở trong đám người thoáng hiện, không xẹt qua một chỗ, liền sẽ mang đi một vị sát thủ sinh mệnh bộ xương khô đầm lầy sát thủ nhóm như vậy nhược sao không phải bọn họ nhược mà là hãn phỉ thực lực quá cường chúng ta cũng cùng nhau thượng nếu không hôm nay ai cũng chưa tưởng toàn thân mà lui tuy rằng những người này phân biệt đến từ bất đồng tổ chức nhưng môi hở giam lạnh đạo lý đều rõ ràng nhiệm vụ này thù lao phong phú nhưng cũng đến có mệnh đi hưởng thụ nếu không hết thảy đều là uổng công nhưng mà chờ đến chân chính cùng diệp quân lâm giao thượng thủ này đó thợ săn tiền thường tổ chức cường giả mới chân chính minh bạch chính mình tao ngộ chính là kiểu gì khủng bố tồn tại. Diệp Quân Lâm trên người phảng phất có đạo vận vần quanh, đặc biệt cái loại này thuần túy cường đại lực lượng, làm tất cả mọi người cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng tên là vô pháp chiến thắng. Diệp Quân Lâm thực mau liền lấy bẻ gãy nhìn nát chi thế, đem Sở Hữu Vây công hắn sát thủ chém giết hầu như không còn. Làm xong này hết thảy sự tình lúc sau, Diệp Quân Lâm lông mày hơi hơi một trợn hắn cảm giác được lại lần nữa có hơi thở tới gần. Ngay sau đó lắc mình tránh né tới rồi rách nát thính đường trong vòng. Đường Diệp Quân Lâm thân ảnh dẫn vào rách nát kiến trúc thính đường nội lúc sau, lại lần nữa có vài đạo thân ảnh bay vào đình viện. Đúng là không ngừng tìm kiếm cơ hội giáo huấn Diệp Quân Lâm mộng vô nhai đám người. Hôm nay bọn họ nhìn đến Diệp Quân Lâm luyện đan kết thúc đi trước Long Dương thành chủ phố liền đang âm thầm đi theo, không nghĩ tới theo tới giống nhau liền cấp cùng ném, Thẳng đến không lâu trước đây nơi này phát ra mỏng manh năng lượng dao động, mộng vô nhai đám người mới tìm tích truy tung tới. Nhìn đình viện nội tứ tung ngang dọc thi thể, mộng vô nhai đám người lâm vào trầm tư. Phía trước tràn ra hơi thở dao động cũng không tính rất mạnh, bọn họ cũng là bằng vào đặc thù cảm giác công pháp mới có thể miễn cưỡng nhận thấy được. Đại tiểu thư ngươi mau xem, cái này phục sức hẳn là bộ xương khô đầm lầy sát thủ đoàn a. Bọn họ nhưng đều là sát thủ giới nhân tài kiệt xuất nhiều năm qua chấp hành nhiệm vụ không một bài tích, hiện giờ thế nhưng bị người đoàn diệt. Đánh chết nhiều như vậy cường giả, thế nhưng còn có thể đem hơi thở khống chế đến như vậy mỏng manh nông nỗi, này đến là cỡ nào tu vi cảnh giới mới có thể làm được. Vấn đề này một khi đưa ra, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Mọi người đều biết tu sĩ ở thời điểm đối địch vận chuyển công pháp tất nhiên sẽ khiến cho hơi thở dao động, đối thủ càng cường dao động liền sẽ càng lớn nhưng mà có thể chém giết nhiều như vậy sát thủ mà không có gì hơi thở dao động vậy chỉ có thể thuyết minh một chút người này có nháy mắt hạ gục chúng sát thủ thực lực chẳng lẽ là diệp quân lâm mộng vô nhai bị cái này ý niệm hoảng sợ nếu thật là diệp quân lâm việc làm nàng phía trước còn nghĩ giáo huấn người sau không khác tự tìm từ lộ a à. người nào đột nhiên mộng vô nhai quay đầu nhìn lại liền thấy có lưỡng đạo hắc ảnh tự đầu tường lắc mình biến mất thái ất thương sẽ cường giả bận rộn lo lắng đi theo lại không có đuổi theo, bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ. Chúng ta đi về trước đi, nếu Diệp Quân Lâm không ở Thái Ất Thương sẽ, như vậy chuyện này đại khái xuất chính là hắn làm. Mộng vô nhai nói xong dẫn đầu dẫn dắt người rời đi. Mà ở bọn họ rời khỏi sau, lại lần nữa có thân ảnh lẻn vào đình viện, ở xác định hiện trường không một người sống lúc sau, bận rộn lo lắng cấp tử Kim Thương sẽ truyền lại ra một tin tức. Sát thủ đoàn toàn quân hủy diệt, hiện trường xuất hiện Thái Ất Thương sẽ đại tiểu thư, hẳn là bị thái ất thương sẽ cường giả liên thủ đánh chết, hãn phỉ không biết tung tích. Diệp quân lâm cũng không biết chuyện này, mà là dẫn đầu một bước rời đi rách nát đình viện. Phản hồi thái ất thương sẽ lúc sau tiếp tục luyện chế đan dược, chẳng qua lần này Diệp quân lâm sử dụng chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Căn cứ sách cổ trung đan phương ghi lại, luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, tên là hồi xuân đan. Này viên đan dược cơ hồ là có thể khởi tử hồi sinh thần dược, Ngụy Thư Dương cùng với gấp trở về mộng vô nhai đám người kinh hô ra tiếng, lại lần nữa đổi mới bọn họ đối với Diệp Quân Lâm luyện đan thuật nhận chi. Diệp tiên sinh, người này luyện đan thuật mặc dù phóng nhãn toàn bộ côn luân khư cũng là đỉnh cấp tồn tại. Gen thuật đồng dạng cũng là như vậy trình độ, chỉ là không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác cùng sách cổ trung ghi lại cấm kỵ nhất tộc tương tự đâu. Ngụy Thư Dương trong giọng nói lộ ra một tia không xác định. Diệp Quân Lâm lại là ánh mắt sáng lên, hắn đầu chung cái thứ nhất ý niệm chính là tiện nghi sư phụ. Hay là sư phụ chính là cấm kỵ nhất tộc. Diệp quân lâm trong lòng có chút kích động, phía trước hắn đối với côn luân khư không có hứng thú, nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Đã có sư phụ tin tức, liền cần thiết đến đi tra xét cái đến tột cùng. Ngụy hội trưởng, người có thể hay không cùng ta nói nói cấm kỵ nhất tộc sự tình. Diệp quân lâm truy vấn nói. Ngụy thư dương thở dài, nói, Diệp tiên sinh, đều không phải là ta không muốn bẩm báo, nhưng này cấm kỵ nhất tộc thật sự quá thần bí, mặc dù là sách cổ Trung ghi lại cũng chỉ có đôi câu vài lời, ta cũng là kết hợp ngài rèn thuật cùng luyện đan thuật mới phát hiện một tia manh mối. Ngụy Thư Dương trong giọng nói tấn hiện bất đắc dĩ, nói đến cùng, Thái Ất Thương sẽ cùng cấm kỵ nhất tộc so sánh với vẫn là quá bé nhỏ không đáng kể. Diệp Quân Lâm có chút không cam lòng, ngay sau đó lại đem chính mình công pháp lộ ra một ít, cái này làm cho Ngụy Thư Dương càng thêm xác định phía trước phỏng đoán trò chuyện hồi lâu lúc sau ngụy thư dương lại bị mộng vô nhai gọi vào phòng đem hôm nay phát sinh ở long dương thành sự tình nói ra ngụy thư dương tức khắc nhíu nhíu mày nói có thể thỉnh động bộ xương khô đầm lầy sát thủ đoàn chỉ sợ cũng là tử kim thương hội sở vì nhóm người này quá đê tiện xem ra tử kim thương sẽ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu ngày sau động tác nhỏ chỉ sợ cũng sẽ không không gián đoạn địch ở trong tối ta ở ngoài sáng khó lòng phòng bị a à. mộng vô nhai gật gật đầu nói Đặc biệt Diệp Quân Lâm luyện đan thuật cùng rèn thuật đều là đỉnh cấp tồn tại, một khi bị người ngoài biết được, càng là khó lường. Đến lúc đó chúng ta lại tưởng mượn sức Diệp Quân Lâm liền sẽ khó càng thêm khó, các vị vẫn là nhanh lên nghĩ ra cái vạn toàn chi sách đem này thu về dưới chướng mới là. Kỳ thật Mộng Vô Nhai đã sớm đem Diệp Quân Lâm coi là trung thành nhất nô bộc. Đặc biệt Diệp Quân Lâm còn sẽ luyện đan cùng rèn, nếu là không mang theo hồi tổng bộ, quả thực chính là thiên đại tổn thất ha. Mọi người thương nghĩ qua đi quyết định với Diệp Quân Lâm ngả bài, ngay sau đó mộng vô nhai lại lần nữa tìm được rồi Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, chúng ta ra không nghi ngờ những cái đó sát thủ đều là tử kim thương sẽ kiệt tác, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, người vẫn là đi theo chúng ta hồi tổng bộ đi. Mộng vô nhai lại lần nữa đề nghị nói. Diệp Quân Lâm vẫy vẫy tay, nói, không quan hệ, chỉ cần bọn họ không sợ chết liền cứ việc tới giết ta. Diệp Quân Lâm sớm đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào không muốn trở thành thái ất thương sẽ công cụ. Còn nữa nói nếu tử kim thương sẽ thuê sát thủ không nói võ đức, lấy hắn cũng cần thiết ăn miếng trả miếng mới được. Chẳng qua hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất, Diệp Quân Lâm còn tính toán lại luyện chế điểm đan dược cấp người chung quanh. Bên kia, mộng vô nhai lại lần nữa tao ngộ cửa tuyệt suýt nữa đương trường bạo tẩu, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhẫn nại ở. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm thực lực cường hãn, chỉ bằng hiện có nhân thủ chưa chắc là có thể đem này bắt lấy, một cái lộng không hảo còn sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân vì bảo hiểm khởi kiến, mộng vô nhai trực tiếp đem tin tức này hội báo Thái Ất Thương sẽ tổng bộ. Thái Ất Thương gặp trường lập tức hạ đạt mệnh lệnh, phái ra trên trăm vị đỉnh cường giả, mặc dù là trói cũng muốn đem Diệp Quân Lâm trói tới. Nhưng mà ở Thái Ất Thương sẽ cường giả đến vạn đảo thành phía trước, Diệp Quân Lâm liền trước một bước tìm được rồi Ngụy Thư Dương. Ngụy hội trưởng, ta muốn đi vạn đảo thành đem tử kim thương sẽ diệt. Diệp Quân Lâm đạm nhiên nói. Ngụy Thư Dương còn nghĩ khuyên bảo vài câu, kết quả Diệp Quân Lâm căn bản là chưa cho hắn cơ hội, trực tiếp liền rời đi Long Dương thành phân hội. Diệp Quân Lâm dẫn dắt Mộ Dung Khuynh Tuyết hai nàng cùng với Lôi Kỳ Lân cưỡi hình rồng vân thuyền chạy tới Tinh Nguyệt Thần Tông. Chờ ta rời đi trong khoảng thời gian này, các người mọi người tìm bí mật địa điểm tránh né lên, đãi ta diệt Tử Kim Thương sẽ trở ra. Diệp Quân Lâm như thế công đạo. Này một phen ngôn luận tức khác làm Tinh Nguyệt Thần Tông cường giả nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là đối với Diệp Quân Lâm tính tình mọi người cũng phi thường rõ ràng một khi quyết định muôn vàn khó khăn sửa đổi, cho nên cũng không ai dám khuyên, chỉ phải dựa theo mệnh lệnh hành sự. Giàn xếp hảo tinh nguyệt thần tông, Diệp Quân Lâm liền không có nỗi lo về sau. Chẳng qua kế tiếp trừ bỏ tìm tử kim thương sẽ báo thù, Diệp Quân Lâm còn muốn đi tìm kiếm cấm kỵ nhất tộc rơi xuống. Kể từ đó tiền đồ khó lường, vạn nhất gặp được khó giải quyết vấn đề khó tránh khỏi trì hoãn đại lượng thời gian, nếu thế tục giới bên kia có cái gì vấn đề hắn cũng không hạ bận tâm. Cho nên Diệp Quân Lâm trải qua luôn mãi suy tư quyết định về trước thế tục giới một chuyến, cần thiết đem đại bản doanh người giàn xếp hảo mới xem như chân chính đã không có nỗi lo về sau. Vì thế ba người một thú điều khiển vân thuyền đi trước thế tục giới. Bên kia, đại bản doanh nội, quân quân hiện giờ đã phi thường cường đại, những người khác cũng hoặc là bởi vì tu luyện quân quân công pháp hoặc là tu luyện Diệp Quân Lâm công pháp, thực lực đều có đại biên độ tăng lên. Nhưng mà chư thần bảo hộ cùng với 12 thần miếu người đông thế mạnh, thả 12 chủ thần chuyển thế đã bởi vì cũng đủ long mạch lực lượng hoàn toàn thức tỉnh. Bọn họ vì báo phía trước Diệp Quân Lâm cướp đoạt long mạch chi thù, lựa chọn tập kết tiến công đại bản doanh, thề muốn đem đại bản doanh hoàn toàn hủy diệt. Đại bản doanh nội, quân quân đám người đều là sắc mặt trầm trọng, mấy ngày liền cao cường độ đối chiến làm mọi người thể xác và tinh thần đều mệt. Mặc dù là đại bản doanh thành viên dựa vào thượng đế chi não các loại trang bị, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống cự, đại gia nắm chặt thời gian tu trình, chư thần bảo hộ tân một vòng tiến công thực mau liền phải tới. Lý tử nhiễm trầm giọng nói, liên tục chiến đấu đã làm không ít người thân phụ nội thương, nhưng là bọn họ như cũng bằng vào kinh người nghị lực ở miến cưỡng chống đỡ. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, dựa theo hai bên thực lực đối lập tới phán đoán, đại bản doanh bị hoàn toàn công phá bất quá là vấn đề thời gian thôi. Rốt cuộc 12 vị chủ thần chuyển thế còn không có toàn bộ đầu nhập chiến đấu, một khi bọn họ toàn bộ gia nhập, quân quân đám người chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Đương nhiên đi theo chư thần bảo hộ còn có mặt khác rất nhiều thế lực. Bọn họ đều là phía trước bị diệp quân lâm áp chế đến không dám ngẩng đầu, vĩnh hằng quốc gia còn sót lại lực lượng đứng mũi chịu sao. Âm âm âm, theo đạo đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, tại chỗ tu chỉnh mọi người lập tức đứng lên hình, tay cầm binh khí chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì bọn họ đều biết vừa rồi động tĩnh là cuối cùng phòng ngự trận pháp bị công phá truyền mà ra đại gia tùy ta ứng chiến. Quân quân dẫn đầu xông ra ngoài. Mọi người đã là ôm ngọc nát đá tan quyết tâm, lần này hẳn là chư thần bảo hộ đại tổng tiến công, sinh tử thành bại tại đây một trận chiến. Nhưng mà đương quân quân đám người sau khi ra ngoài liền có chút ra đầu tê dại, bởi vì chư thần bảo hộ cùng với 12 chủ thần chuyển thế đều ở trong đó. Bồn tỏa đã sớm nói qua Diệp Quân Lâm sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá đại giới, hôm nay đó là hắn thân nhân bằng hữu ngày chết nhanh lên thượng diệp quân lâm ra tới nhận lấy cái chết, hôm nay chúng ta 12 vị chủ thần chuyển thế toàn bộ trình diện, bổn tọa đến muốn xem hắn như thế nào kiêu ngạo. Phía trước cướp đoạt long mạch chi thù, liền ở hôm nay cùng nhau thanh toán đi. Này đó chư thần bảo hộ cường giả đã sớm nghẹn một bụng hỏa, hiện giờ rốt cuộc có thể cáo mượn oai hùng, tự nhiên sẽ không bỏ qua chế nhạo diệp quân lâm cơ hội. Phía trước bọn họ không phát động tổng tiến công chính là cố kỵ diệp quân lâm thực lực, nhưng là liên tục mấy ngày điên cuồng thử đã sở chuẩn Diệp Quân Lâm cũng không ở đại bản doanh bên trong. Như thế liền càng thêm kiên định chư thần bảo hộ hoàn toàn hủy diệt đại bản doanh quyết tâm, huống hồ bọn họ hiện tại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà đang lúc hai bên sắp khai triển khoảnh khắc, một đạo lạnh băng thanh âm tự không trung truyền đến. Tưởng cùng ta thanh toán, hảo a, à, lão tử tới, chỉ mong các người miệng quá sẽ còn có thể như vậy cường ngạnh. Lời còn chưa dứt, mọi người liền thấy một trận khổng lồ vân thuyền tự không trung rất xuống, Diệp Quân Lâm đám người chậm rãi đi ra. Ba ba, thật là ngươi. Là lão đại đã trở lại. Sư phụ, là sư phụ, cái này chúng ta có hy vọng. Đại bản doanh mọi người cũng thực mau liền nhận ra Diệp Quân Lâm, nguyên bản suy sụp một mảnh, giờ phút này lại là nháy mắt tinh thần ủng hộ. Đại gia đợi lâu. Diệp Quân Lâm phất tay thăm hỏi, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, liền nghe hắn tiếp tục nói, đãi ta trước đêm này đó tạp cá diệt trừ, chúng ta lại tường liêu. Chủ thần các đại nhân, chính là hắn lúc trước cướp đoạt long mạch, lúc này mới chỉ hoãn các đại nhân thức tỉnh thời gian. Lucas trực tiếp lên án Diệp Quân Lâm hành vi phạm tội, 12 vị chủ thần chuyển thế nhìn về phía Diệp Quân Lâm trong ánh mắt cũng nhiều vài phần sát ý. Phương Đông con khỉ cũng dám hư bản thân minh chuyện tốt, hôm nay liền làm ngươi hoàn toàn biến mất đi. Một vị sau đầu sinh ra hỏa hoàn phương Tây chủ thần thanh âm lạnh băng mà nói. Diệp quân lâm, tiểu tử ngươi chết chắc rồi, này đó đại nhân là chân chính chủ thần chuyển thế, tùy tiện một người liền có thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Lucas khinh miệt mà nói. Diệp quân lâm cười nói, phải không, nếu lợi hại như vậy liền cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian. Ô ngao, đúng lúc này một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Mọi người liền nhìn đến lôi kỳ lân dung đùi đắc ý đi ra, trên mặt phẳng phất viết bảy cái chữ to, sát gà nào dùng tể như đao thấy như vậy một màn ở đây tất cả mọi người ngốc. Đặc biệt nhìn đến lôi kỳ lân kia khoe khoang biểu tình, nếu đổi thành là người nói, khẳng định là cái trang 13 đỉnh cấp tuyển thủ. Diệp quân lâm nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, lôi kỳ lân đây mới là bình thường thao tác, nó tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một người trước hiển thánh cơ hội. Hảo đi, chính người cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác, kia mấy cái gia hỏa vẫn là không tốt lắm đối phó. Diệp quân lâm nhắc nhở nói. Lôi Kỳ Lân nhìn nhìn kia 12 cái chủ thần chuyển thế, trong mắt tràn ngập khinh thường chi sắc. 12 chủ thần chuyển thế tuy rằng đã tâm tính cực kỳ cứng cỏi, nhưng là bị một con kỳ quái sủng vật khinh bỉ như cũng bị tức giận đến trong cơn giận dữ. "Chủ thần đại nhân, làm ta đi giết này con quái vật đi." Lucas chủ động xin ra trận. Chủ thần chuyển thế tự nhiên đồng ý, lấy hắn thân phận địa vị không đáng cùng chỉ động vật phân cao thấp. "Ô ngao!" lôi kỳ lân hiển nhiên đối với quái vật cái này xương hô phi thường khó chịu trực tiếp xít gào một tiếng dẫn đầu công kích liền thấy nó chợt phóng thích lôi điện chi lực một đạo khủng bố tia chớp phóng thích mà ra trực tiếp oanh hướng lucas lucas không cho rằng lôi kỳ lân có bao nhiêu lợi hại thẳng đến hắn ý thức được nguy hiểm tiến đến cũng đã chậm oanh tia chớp oanh kích ở lucas năng lượng vòng bảo hộ thượng nháy mắt phát ra một tiếng vang lớn năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc bị đánh trúng dập nát mà Lucas cũng bởi vì trốn tránh không kịp trực tiếp bị oanh cái ngoại tiêu lý nột, trực tiếp liền đi đời nhà ma. Này đến tột cùng là cái gì quái vật, thế nhưng như vậy cường hãn. Lucas thủ lĩnh thế nhưng cũng chưa có thể chống đỡ được một kích. Còn Thỉnh chủ thần đại nhân ra tay, đem này chỉ quái thú chém giết. Chư thần bảo hộ cường giả sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh, cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Bởi vì từ đầu đến cuối Diệp Quân Lâm cũng chưa ra tay chỉ cần là bên người một con quái thú đều có được như thế chiến lực, có thể nghĩ hắn đến tột cùng đến có bao nhiêu cường. Sát! Trong đó một vị chủ thần chuyển thế chợt ra tay, nhưng mà lôi kỳ lân không sợ chút nào, trực tiếp liền cùng với chiến đấu ở một chỗ. Tuy rằng chủ thần chuyển thế không có bị nháy mắt hạ gục, nhưng là lại bị nhẹ nhẹ áp chế, cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Rơi vào đường cùng lại lần nữa có chủ thần chuyển thế cuốn vào chiến cuộc, cho đến ba gã chủ thần đồng loạt ra tay mới vừa rồi làm cùng lôi kỳ lân khó khăn lắm chiến thành thế hòa. Được rồi, đừng cùng bọn họ lãng phí thời gian, đại gia cùng nhau thưởng, những người này một cái đều không thể buông tha. Lời còn chưa dứt diệp quân lâm dẫn đầu vọt đi lên, hắn tốc độ đã mau tới rồi cực hạn, căn bản là không cho chủ thần chuyển thế bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Phanh phanh phanh, diệp quân lâm tùy ý huy quyền, chủ thần chuyển thế liền giống như tay chói gà không chặt trẻ con, bị Diệp Quân Lâm dễ dàng chém giết. Đại bản doanh thành viên bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Diệp Quân Lâm thực lực thế nhưng tăng lên đến tận đây. Nhưng là này đối với đại bản doanh tới nói là thiên đại tin tức tốt, chư thần bảo hộ cùng với chủ thần chuyển thế trong khoảng thời gian này đã ép tới bọn họ không thở nổi. Theo Diệp Quân Lâm cùng mộ dung khuynh tuyết hai nàng gia nhập chiến cuộc, toàn bộ cục diện liền biến thành nghiêng về một phía tàn sát. Ở Diệp Quân Lâm lực lượng cường đại trước mặt, chư thần bảo hộ cùng với chủ thần chuyển thế liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngắn ngủn mấy cái giờ, mấy vạn thần miếu cường giả cùng với 12 vị chủ thần chuyển thế bị Diệp Quân Lâm tàn sát hầu như không còn. Vì đem cái này mối họa hoàn toàn trừ tận gốc, Diệp Quân Lâm dẫn dắt mọi người trực tiếp dựa theo được đến tin tức giết đến chư thần bảo hộ hang ổ. Nhất cử đem 12 thần miếu cũng đều nhổ tận gốc, cùng loại với chiến ưng quốc cùng với vĩnh hằng quốc gia còn sót lại thế lực cũng giết cái phiến giáp không lưu. Từ đây thế tục giới diệp quân lâm đại bản doanh cường giả nhóm một nhà độc đại, không còn có bất luận cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ an toàn thế lực tồn tại. Kế tiếp diệp quân lâm đem thế tục giới sự tình an bài thỏa đáng, đem luyện chế hảo chuẩn thần binh, đan dược cùng với thiên tài địa bảo để lại cho mọi người. Đặc biệt đem rất nhiều bảo vật giao cho thiên sách phủ thần soái cùng thiếu soái làm cho bọn họ gánh vác khởi bảo hộ đại hạ trọng trách. Diệp quân lâm giàn xếp hảo thế tục giới hết thảy, biên đợi Lý Tử Nhiễm cùng quân quân đám người lại lần nữa đuổi buôn côn luân khư. Lần này tiến vào côn luân khư liền ngừa quen đường cũ, đặc biệt có mộ dung thanh tuyết hai nàng làm dẫn đường. Nhìn côn luân khư nội phong cảnh, Lý Tử Nhiễm đám người cảm thán liên tục, đều nói nơi này giống như tiên cảnh. Mà tiến vào côn luân khư sau, Diệp quân lâm còn lại là lôi kéo mọi người đi trước táng long sơn cốc tăng lên thực lực rốt cuộc nơi này thiên lôi lực lượng đủ để cho mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên tu vi. Hơn nữa vân thuyền khoang nội tồn đặt ở đại lượng thiên tài địa bảo, đều là diệp quân lâm vì mọi người dự lưu ra tới. Cùng lúc đó, tử kim thương sẽ phương diện cũng đã chịu tin tức, nhóm đầu tiên sát thủ toàn quân hủy diệt, diệp quân lâm rơi xuống không rõ. Hoàng phủ hoàng thịnh đám người hoài nghi diệp quân lâm bị thái ất thương sẽ bí mật đón đưa tới rồi tổng bộ bảo vệ lại tới. Nhưng mà Hoàng phủ Hoàng Thịnh không biết chính là Mộng Vô Nhai cũng ở khắp nơi tìm kiếm Diệp Quân Lâm tung tích. Đối với toàn bộ Thái ất Thương sẽ mà nói, Diệp Quân Lâm chính là cái thật lớn bảo tàng, tuyệt đối không thể rơi vào mặt khác tông phái trong tay. Vì thế Mộng Vô Nhai phát động hết thảy lực lượng tìm kiếm Diệp Quân Lâm. Bên kia, Quân Quân đám người ước chừng dùng một vòng thời gian dùng để tăng lên. Lúc sau Diệp Quân Lâm dẫn dắt mọi người cưỡi Vân thuyền tiếp tục đi tới tại đây trong lúc hắn còn cấp những người khác trang bị chạy nhanh ủng tuyệt thế thần binh đang dược chờ trang bị đuổi bôn vạn đảo thành trên đường quân quân đám người nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành tu luyện bởi vì những người này đều là lần đầu tiên đi vào côn luân khư nơi này thiên địa linh khí cực kỳ thuần túy đối bọn họ tăng lên cũng là rất có ích lợi vì thế diệp quân lâm cố ý chậm lại vân thuyền tốc độ mà để cho hắn cảm giác buồn cười chính là quân quân cùng lôi kỳ lân trở thành bạn tốt đừng nhìn lôi kỳ lân phía trước không buông tha bất luận kẻ nào trước hiển thánh cơ hội, nhưng là duy độc ở quân quân trước mặt cực kỳ khiêm tốn, cảnh này khiến Diệp Quân Lâm rất là tò mò. Rốt cuộc lôi kỳ lân một khi trang lên, ngay cả chính mình đều không bỏ ở trong mắt, tuy nói cuối cùng chẳng lẽ một đốn bạo ngược, nhưng lôi kỳ lân như cũng làm không biết mệt. Ước chừng có nửa tháng thời gian, Diệp Quân Lâm đám người rốt cuộc đi tới rộng lớn vô ngần sao trời hải. Này phiến hải vực cũng quá lớn đi, Chút nào không thể so thế tục giới tứ đại dương tiểu, không nghĩ tới Côn Luân khư lại là như vậy một vùng biển. Hơn nữa này chỉ là vạn đảo thành hải vực, chỉ sợ địa phương khác cũng có cùng loại địa phương, thật là quá thần kỳ. Lý Tử Nhiễm đám người kinh ngạc cảm thán liên tục, Diệp Quân Lâm nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh. "Chủ nhân, xem ra lần trước sao trời hải điện quả nhiên là gặp bị thương nặng, bằng không chúng ta mới vừa một tiếp cận liền sẽ bị phát hiện." Công Tôn Nguyệt ảnh cười nói. Diệp Quân Lâm cười nói: cũng chưa chắc, chúng ta thật lâu phía trước liền vứt bỏ vân thuyền, che giấu hơi thở làm được cũng phi thường hảo, bọn họ không phát hiện cũng thuộc bình thường tình huống. Đúng rồi chủ nhân, ta nghe nói sao trời hải bên trong có vài tinh mạch, lúc này mới làm sao trời hải điện đắc ý trưởng thành vì đỉnh cấp đại hình tông phái. Nhưng là bởi vì sao trời hải hải vực rộng lớn, sao trời hải điện cũng chỉ tìm được hai điều tinh mạch, nếu trường kỳ khai quật, định có thể tìm được mặt khác tinh mạch. Công Tôn Nguyệt ảnh trầm giọng nói. Diệp Quân Lâm tức khắc tới hứng thú, tinh mạch chính là so long mạch cấp bậc còn muốn cao, nếu có thể được đến tất nhiên có thể đối tu vi tăng lên rất có giúp ích. Người có biết hay không đại khái phương vị, Diệp Quân Lâm truy vấn nói. Công Tôn Nguyệt ảnh nghiêm túc hồi ức hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi nói, sách cổ trung từng có ghi lại, ở sao trời hải tây nam hải vực có một mảnh khu vực được xưng là tử vong chi hải, nơi đó mặt hàng năm gió lốc tụ tập. Rất nhiều quá vãng con thuyền thậm chí vân thuyền đều bị cuốn vào trong đó vô pháp còn sống, Ta cảm thấy nơi đó phi thường khả nghi. Có điểm giống thế tục giới Bermuda Tam giác a. Lý Tử Nhiễm nhỏ giọng nói thầm một câu. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, chúng ta đây liền đi trước kia phiến Tử Vong chi hải nhìn xem tình huống, có thể cuốn lên ngập trời gió lốc, định là có thật lớn năng lượng lôi kéo. Diệp Quân Lâm dẫn dắt mọi người tìm được phân thuyền che giấu mà, theo sau sự hướng Tử Vong chi hải. Công phu không phụ lòng người, quả nhiên xa xa nhìn đến thật lớn gió lốc tại đây phiến hải vực bay lên trời. Ba ba, ta cảm ứng được cường đại linh mạch chi lực, liền ở kia phiến gió lốc dưới. Quân quân đột nhiên nói. Diệp quân lâm trong lòng đại hỉ, hắn biết quân quân trước kia liền bày ra ra cảm ứng linh mạch thiên phú. Không nghĩ tới theo thực lực tăng lên, loại này thiên phú càng thêm cường hãn, thế nhưng ở như thế cường đại gió lốc lực lượng che giấu dưới phát hiện linh mạch dao động. Chủ nhân, này phiến gió lốc cụ bị cực cường xé rách tính, chúng ta căn bản vô pháp tiếp cận A. Công tôn Nguyệt ảnh có chút thấp thỏm mà nói. Diệp Quân Lâm cười mà không nói. Ngay sau đó trực tiếp bay lên trời, một mình nhằm phía gió lốc nơi khu vực. Nhậm ngươi gió lốc lực lượng lại cường, lão tử một quyền phá chi. Diệp Quân Lâm ngay sau đó vận chuyển cơ sở công pháp, đem hết toàn lực hướng tới gió lốc ngay trung tâm oanh đi. Khủng bố lực lượng gào thét mà ra, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa giống nhau, trực tiếp liền oanh ở gió lốc phía trên. Ong 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 khu vực không gian đều bắt đầu kịch liệt rung động lên, gió lốc thế nhưng ở cùng Diệp Quân Lâm quyền kình chống lại một lát sau nháy mắt tiêu tán. Diệp Quân Lâm nhìn một lần nữa quy về bình tĩnh mặt biển hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó truyền âm ý bảo công tôn nguyệt ảnh điều khiển vân thuyền chạy tới. Mọi người quả nhiên tại đây phiến hải vực tìm được rồi một cái to lớn linh mạch, mọi người lợi dụng tinh mạch lực lượng tiến hành tôi thể sau, thực lực lại lần nữa tăng nhiều. Ba ba, người trường nào thì học được luyện đan, loại này bồi nguyên đan hiệu quả thật tốt, Thế nhưng có thể bính trừ thể chất thừa nhận vấn đề. Quân Quân rất là kinh ngạc mà nói, phải biết rằng lúc trước tại thế tục giới chỉ có Quân Quân có thể thừa nhận trụ long mạch tôi thể, những người khác không dám dễ dàng nếm thử. Nhưng là dùng Diệp Quân Lâm cho bọn hắn đan dược sau, loại này giam cầm liền không còn nữa tồn tại. Diệp Quân Lâm đơn giản giải thích một phen, bao gồm rèn thần binh quá trình mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ không nghĩ tới Diệp Quân Lâm tại đây mấy tháng nội thế nhưng gặp được nhiều chuyện như vậy. Kế tiếp chúng ta lại đi diệt sao trời hải điện, kia hai điều tinh mạch cũng không thể buông tha. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói. Mọi người gật đầu đồng ý, hiện tại Diệp Quân Lâm chính là bọn họ người tâm phúc. Căn cứ công tôn Nguyệt Ảnh cung cấp tình báo, sao trời hải điện ở sao trời hải đáy biển, mọi người một đường sát tới cửa. Sao trời hải điện vốn là ở phía trước vây công Diệp Quân Lâm thiệt hại rất nhiều cường giả, hơn nửa giờ phút này Diệp Quân Lâm thực lực cường hãn, bọn họ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Sao trời hải điện cường giả bị chém giết hầu như không còn, bọn họ sở khống chế hai điều tinh mạch cũng bị Diệp Quân Lâm đám người hao hết lực lượng. Giải quyết xong Sao trời hải điện, Diệp Quân Lâm đám người mã bất đình để tiếp tục sát hướng Vạn Đảo Thành. Vạn Đảo Thành rất nhiều thế lực đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị Diệp Quân Lâm đám người quét ngang hầu như không còn Hoàng Phủ Hoàng Thịnh tuy rằng cũng mang rất nhiều cường giả phấn khởi chống cự nhưng là ở thật lớn thực lực chênh lệch trước mà tất cả trở thành đợi làm thịt Sơn Dương Tử Kim Thương Sẽ Hắc Giáp Thiên Quân Thiên Nguyên Kiếm Tông chờ mấy cái chủ yếu đại tông phái cường giả bị Diệp Quân Lâm tàn sát hầu như không còn này đó đại hình tông phái sở nắm giữ tài nguyên cũng toàn bộ bị Diệp Quân Lâm bá chiếm cả tòa vạn đảo thành đều tẫn về Diệp Quân Lâm khống chế diệp quân lâm ngay sau đó lấy các loại thần binh cùng đan dược vì lợi thế tuyển nhận côn luân khư tán tu thành lập độc thuộc về hắn tông phái mà tinh nguyệt thần tông thành viên đã chịu thông chi tất cả chuyển rời đến vạn đảo thành đem nơi này phát triển vì đại bản doanh xử lý này đó vụn vặt sự vụ cũng ước chừng hao phí diệp quân lâm gần nửa tháng thời gian nhưng là vạn đảo thành đổi chủ tin tức thực sự làm chung quanh khu vực tông phái khiếp sợ không thôi Đồng thời đối với hãn phỉ chỉ sợ cũng là im như ve sầu mùa đông, bọn họ thậm chí có không ít chủ động tới cửa giao hảo, vì đến chính là bảo bên ta tông phái bình an. Đối với những người này chủ động kỳ hảo Diệp Quân Lâm cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Diệp Quân Lâm hiện tại chính là muốn đem thanh thế lộng tới đỉnh điểm, như thế mới có thể làm mặt khác tông phái không dám dễ dàng tới phạm, mà hắn mới có thể yên tâm đi rời đi làm chính mình sự tình. Thái hư thần tông nội, từ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện bị Lưu Diệp Lâm hai chi thần tiến cảnh cáo lúc sau, toàn bộ Thái Hư Thần Tông liền trở nên uể oải không phấn chấn. Cung Thiên Thu cũng từ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện phản hồi Thái Hư Thần Tông, hiện tại toàn bộ tông môn thực quyền đều ở nàng trong khống chế, nhưng là nàng lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Lần trước bị hãn phỉ suýt nữa trừ hủy dung, lợi dụng rất nhiều thiên tài địa bảo khôi phục nguyên dạng, cái này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ nhưng là ngại với hãn phỉ khủng bố thực lực nàng lại không dám đi trả thù, đồng thời lại lo lắng nàng giá hỏa hãn phỉ sự tình sự việc đã bại lộ, cho nên nàng cảm xúc trở nên càng thêm táo bạo lên. Cũng may bảy thánh tử thường thường vì nàng tìm tới một long mạch dùng để tăng lên tu vi, lúc này mới làm tâm tình của nàng hơi chút hảo một chút. Nhưng mà đúng lúc này bảy thánh tử hưng phấn chạy tới, nói, tỷ tỷ, tông chủ đã trở lại, mau đi nghênh đón. Cung thiên thu trong lòng dùng mình, trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài khác thường, liền đi theo bảy thánh tử gia tông môn nghênh đón. Thực mau liền nhìn đến thân xuyên vân cầm áo choàng liêu diệp lâm tự vân thuyền mà xuống, trong tay còn kiềm giữ một thanh trường kiếm. Bái kiến tông chủ, chúng thái hư thần tông cường giả sôi nổi quỳ dạp xuống đất, rất nhiều người trên mặt đều khó nén hưng phấn. Nhưng lấy cung thiên thu cầm đầu biết tông môn bị diệt nội tình người lại là chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, hiển nhiên cũng lo lắng sự việc đã bại lộ bị liên lụy đến. Đều đứng lên đi, liêu diệp lâm nâng nâng tay, tiếp tục nói hãn phỉ hủy ta tông môn bổn tỏa định đem hắn bầm thây vạn đoạn tông chủ hãn phỉ trong tay có tuyệt thế thần binh thêm vào ngay cả nhật nguyệt thần hỏa điện đều bị hắn ngàn dặm ở ngoài một mũi tên bị thương nặng đúng vậy tông chủ nhật nguyệt thần hỏa điện hiện tại đều đã thành thật không chỉ như thế ngay cả tử kim thương sẽ đều sát vũ mà về đương nhiên chủ yếu là bởi vì thái ất thương sẽ lực bảo mọi người đem rất nhiều tình báo hội báo ra tới ý ở làm liêu diệp lâm không cần thiếu cảnh giác Liêu Diệp Lâm trên mặt mang theo khinh thường thần sắc nói: Nhật Nguyệt Thần hỏa điện Thái ất thương sẽ cũng không như các ngươi trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Lại nói thần binh bổn tỏa cũng có, kiếm này tên là Lăng Tiêu, là binh si thân thủ rèn. Cái kia hãn phỉ cái gọi là thần binh ở Lăng Tiêu trước mặt đều là rác rưởi. Liêu Diệp Lâm nhiễm nhiên đã cuồng vọng tới rồi cực điểm, hoàn toàn liền không đem Diệp Quân Lâm cùng với Thái ất thương sẽ để vào mắt. Bất quá mọi người cũng biết Liêu Diệp Lâm đều không phải là bắn tên không đích hắn bản thân liền tới tự với một cái siêu nhiên đại tộc, có này chờ tầm mắt chẳng có gì lạ. Mọi người quyết định mở tiệc ăn mừng, Liêu Hoa Lâm trở về là trong khoảng thời gian này thái hư thần tông lớn nhất hỷ sự. Nhưng mà Hạ Yến còn chưa bắt đầu, một đạo tục tăng thanh âm tự bên ngoài truyền đến. Cung Thiên Thu ra tới nhận lấy cái chết. Thanh âm này vang vọng thiên địa, truyền khắp thái hư thần tông mỗi cái góc. Cung Thiên Thu vốn chính là có tật giật mình, bị người đột nhiên gọi tên thực sự hoảng sợ, chỉ là không biết vì cái gì, thanh âm này liền có chút quen thuộc. Ao ao xôn xao, thái hư thần tông thành viên sôi nổi đề cao cảnh giác. Liêu Diệp Lâm cũng là đầy mặt lạnh băng, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở về liền đụng tới loại chuyện này. Một lát sau, một đạo cường tráng thanh âm trượt rơi vào hội trường bên trong. Người tới thân xuyên hắc giáp, tóc dài xóa trên vai, lỏa lồ ra tới cơ bắp bầy ra ra nổ mạnh tính lực lượng cảm. Ngươi là người phương nào, cũng dám tới thái hư thần tông nháo sự. Liêu Diệp Lâm lạnh giọng chất vấn nói. Hắc giáp tráng hán cũng không phản ứng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm trong đám người cung thiên thu, cả người tản mát ra lành lạnh sát khí. Cung thiên thu, ra tới nhận lấy cái chết, Hắc giáp tráng hán lại lặp lại một lần. Cung thiên thu có chút nghi hoặc nhìn người tới, thật lâu sau lúc sau mới thử thăm dò nói, ngươi là tiêu phong. Không tôi, là ta, hôm nay riêng tới tìm ngươi tính tổng nợ tiêu phong ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm. Cung thiên thu chấn động, hắn không nghĩ tới tiêu phong thế nhưng biến thành dáng vẻ này, mấu chốt là thực lực thoạt nhìn còn phi thường cường hãn. Còn không đợi cung thiên thu làm ra đáp lại, Lưu Diệp Lâm bất mãn mà nói, vô luận các ngươi chi gian có gì ân oán, nhưng là hiện tại nơi này nháo sự, cũng muốn hỏi bổn tỏa trong tay kiếm có đáp ứng hay không. Tiêu phong khẽ nhíu mày, đối với vị này thái hư thần tông tông chủ, hắn thật đúng là không có tất thắng nắm chắc. Ngươi kiếm đáp ứng. Lại lần nữa có thanh âm tự chân trời truyền đến. Một lát sau, một lục xoát to lớn vân thuyền từ không trung chậm rãi rớt xuống. Ở đây mọi người không khỏi đảo chiều khẩu khí lạnh. Người nào, Liêu Diệp Lâm chất vấn nói. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng thế nhưng xuất hiện một tia sợ hãi cảm giác. Đối phương tuy rằng không có động thủ, nhưng là giơ tay nhấc chân gian toát ra tới năng lượng uy áp lại là dị thường làm cho người ta sợ hãi. Sư phụ, Tiêu Phong thanh âm có chút run rẩy. Diệp Quân Lâm, ngươi là Diệp Quân Lâm, Hãn Phỉ chính là Diệp Quân Lâm. Cung Thiên Thu nghe vậy đồng tử mãnh xúc, liên tiếp nói ra chính mình phán đoán. Lại kết hợp phía trước phát sinh đủ loại, nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Hãn Phỉ vì cái gì không có giết chính mình, căn bản là không phải vận khí tốt, mà là Diệp Quân Lâm tưởng đem chính mình để lại cho Tiêu Phong thân thủ báo thù. Liêu Diệp Lâm nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, hắn lạnh lùng nói nguyên lai like người chính là hủy ta tông môn hãn phỉ, đạp biến thiết giày vô tìm chỗ được đến lại chẳng phí công phu, nếu hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa tới, bổn tọa liền bắt ngươi tế kiếm. Leng keng, Lang tiêu kiếm ra khỏi vỏ, Lưu Diệp Lâm sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, không khỏi phân trần nhắm ngay hắn đầu chính là nhất kiếm. Liền này thứ đồ hư cũng nói rằng thần binh. Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng huy động cánh tay, Táng Long kiếm chém ra, hai thanh thần binh kiếm khí dẫn đầu va chạm, ngay sau đó mũi kiếm lẫn nhau va chạm tới rồi một chỗ. Giang rắc, lăng tiêu kiếm theo tiếng mà đoạn. Này, sao có thể? Liêu diệp lâm quả thực không thể tin được chính mình hai mắt. Binh si tác phẩm đắc ý thế nhưng như thế dễ dàng bị chặt đứt. Gia hỏa này trong tay trường kiếm thế nhưng là càng cao phẩm cấp thần binh. Thái hư thần tông người nghe, ai dám quấy dày bọn họ chi gian sinh tử quyết đấu, lão tử liền trước diệt ai? Diệp quân lâm lạnh lùng nói thái hư thần tông thành viên im như ve sầu mùa đông lại là không ai còn dám tiến lên nửa bước đặc biệt là nhìn đến liêu diệp lâm khoác lác thần binh thế nhưng một chút bị chặt đứt liền càng thêm sợ hãi diệp quân lâm khủng bố liêu diệp lâm thừa dịp diệp, diệp quân lâm đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác chỗ khoảnh khắc mấy cái lắc mình liền rời đi thái hư thần tông thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt diệp quân lâm vẫn chưa đuổi theo hắn càng chú ý tiêu phong cùng cung thiên thu chi gian chiến đấu Thái hư thần tông thành viên tức khắc hoang mang lo sợ quân tâm tan rã, nguyên bản cho rằng cường đại chỗ dựa trở về, không nghĩ tới ở diệp quân lâm trước mặt không căng quá một cái hiệp liền chạy trốn. Dùng lực lượng của ngươi kết thúc này đoạn ân oán đi. Diệp quân lâm đối tiêu phong nói. Tiêu phong gật gật đầu vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp nhắm ngay cung thiên thu nơi phương hướng liền vọt qua đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cung thiên thu cũng tính toán liều chết một bác, nếu diệp quân lâm chính là hãn phỉ, như vậy hôm nay chính mình rất khó toàn thân mà lui. Nhưng là nếu có thể thành công khống chế tiêu phong, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà đương nàng cùng tiêu phong giao thượng thủ mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi, tiêu phong thực lực thế nhưng chút nào không thể so nàng nhược, thậm chí ở lực lượng phương diện càng tốt hơn. Người đến tột cùng là như thế nào làm được, cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiêu phong cũng không tính toán đến lúc đó, tiếp tục phát động công kích, thực mau liền đem cục diện hoàn toàn khống chế được diệp quân lâm cũng là rất là khiếp sợ hắn không nghĩ tới tiêu phong thế nhưng trưởng thành đến như thế trình độ hơn nữa sở thi triển công pháp cũng không hoàn toàn là cực đoan cắn nuốt nhưng mà diệp quân lâm cũng không biết chính là tiêu phong ngẫu nhiên được đến dị tộc bí pháp lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lực tiến hành tăng lên thực lực cung thiên thu đi tìm chết đi tiêu phong rốt cuộc lại đối công nửa giờ tả hữu khi tìm đúng cơ hội nhắm ngay cung thiên thu giữa lưng chính là một cái trọng quyền cung thiên thu đại kinh thất sắc lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Mạng ta xong rồi, cung thiên thu một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Nhưng mà liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lắc mình đi vào cung thiên thu cùng tiêu phong chi gian. Bang! Tiêu phong một chương đánh ở người tới ngực, mơ hồ gian truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Tiểu thất, cung thiên thu kinh hô ra tiếng. Nàng không nghĩ tới tại đây loại thời điểm lại là bảy thánh tử liều mình cứu giúp. Tỷ tỷ, ta cuối cùng vì ngươi làm, một chuyện lớn. Bảy thánh tử vừa dứt lời liền hoàn toàn không có sinh cơ. Cung thiên thu bi tử giữa tới, không nghĩ tới bị lừa gạt người cứu một mạng, hơn nữa bảy thánh tử trong ánh mắt rõ ràng không có bất luận cái gì hối hận chi sắc. Tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, cung thiên thu trong lòng dâng lên vô hạn hối ý, trước đó đối với bảy thánh tử đủ loại đều là lợi dụng. Tiêu phong, ta muốn giết ngươi, cung thiên thu như là nổi điên giống nhau nhằm phía tiêu phong, nàng tuyệt đối cùng tiêu phong đồng quy vô tận những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói tiêu phong mặt vô biểu tình hắn chờ đợi báo thù rửa hận ngày này đã lâu lắm hai bên lại giao thủ mấy chiêu tiêu phong liền trực tiếp đem cung thiên thu chém giết cảm giác sinh cơ cực nhanh mất đi dĩ vãng đủ loại xuất hiện ở trong đầu hai cái bị ta chơi đến tàn nhẫn nhất người một cái đã cứu ta một mạng một cái giết ta có lẽ đây là mệnh đi cung thiên thu chậm rãi nhắm lại mắt hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Tiêu Phong vẫn chưa ở Thái Hư Thần Tông dừng lại lâu lắm, trực tiếp đối với Diệp Quân Lâm quỳ dạp xuống đất, nói, sư phụ, ta đã không có bao nhiêu thời gian, đệ tử bất hiếu, cô phụ ngài mong đợi, như vậy đừng quá. Tiêu Phong nói xong xoay người rời đi, nhìn hắn dứt khoát kiên quyết bóng dáng, Diệp Quân Lâm sâu kín thở dài. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Phong trong cơ thể hơi thở giống như ở cực nhanh suy nhược, xem ra hắn có thể tăng lên nói như thế cảnh giới cũng là hao phí cực đại mà đại giới diệp quân lâm vẫn chưa ngăn trở tiêu phong rời đi chính như cung thiên thu trước khi chết câu nói kia có lẽ đây là mệnh đi cung thiên thu vì nàng làm nhiều việc ác trả giá sinh mệnh đại giới tiêu phong vì hắn đã từng phạm phải sai lầm mua đơn thái hư thần tông còn lại thủ lĩnh một cái không lưu diệp quân lâm lạnh lùng nói theo sau diệp quân lâm thân thủ đem huyền minh độc cô tiêu chờ cung thiên thu tâm phúc tất cả đánh chết, thái hư thần tông trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Phía trước công kích đại bản doanh thù hận cũng rốt cuộc đến báo, mà Lưu Diệp Lâm còn lại là phản hồi không chung chi thành gia tộc, hắn thể muốn đem Diệp Quân Lâm giết cho thống khoái. Rửa sạch xong thái hư thần tông dư nghiệt, Diệp Quân Lâm bổn tính toán đi tìm thăng cấp nhất tộc rơi xuống, kết quả mộng vô nhai dẫn người đuổi đến. Diệp Quân Lâm, ngoan ngoãn cùng ta hồi thái ất thương sẽ tổng bộ, nếu không cũng đừng trách ta mạnh mẽ chói ngươi đi rồi. Mộng vô nhai ngữ khí lạnh lẽo. Diệp quân lâm cười nói, khuyên bảo không thành sửa minh đoạt. Xem ra các người thái ất thương sẽ cũng chán sống, cũng thế, ngay cả cùng các người cùng nhau thu thập đi. Hai bên không hợp ý đương trường động thủ, mộng vô nhai vốn tưởng rằng chính mình mang theo hơn trăm danh thái ất thần tổ đỉnh cường giả liền đủ rồi, không ngờ Diệp quân lâm không phí mảy may sức lực liền đem này đó cường giả tất cả đánh chết. Mộng vô nhai, người hồi thái ất thương sẽ tổng bộ báo cái tin, lão tử sẽ tự mình tới đó tiêu diệt thái ất thương sẽ, lăn. Diệp quân lâm hung hăng đạp mộng vô nhai một chân, tuy rằng nàng cũng thân chịu trọng thương, nhưng trung quy là miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Diệp quân lâm trải qua ép hỏi biết được, thái ất thương sẽ, tử kim thương sẽ cùng với lưu diệp lâm nơi gia tộc tổng bộ đều ở không trung chi thành. Vì thế trực tiếp tư thế vân thuyền đuổi buôn không trung chi thành, Diệp quân lâm quyết định muốn đem sở hữu tai họa ngầm hoàn toàn diệt trừ rốt cuộc vạn đảo thành cũng thuộc về tu hú chiếm tổ, khó bảo toàn tử kim thương sẽ khi nào giết bằng được. Ước chừng nửa tháng lúc sau, Diệp Quân Lâm đuổi đến không trung chi thành, hắn trực tiếp tìm được tam đại thế lực tổng đà, trực tiếp triển khai huyết tinh trả thù. Ở Diệp Quân Lâm cường đại thực lực nhiên áp hạ, tam đại thế lực đều là tử thương thảm trọng, cuối cùng lựa chọn thần phục Diệp Quân Lâm, lúc này mới miễn cưỡng có thể bảo toàn tánh mạng. Bình định không trung chi thành tam đại thế lực, Diệp Quân Lâm cũng được đến bọn họ nắm giữ người dư điều tinh mạch. Diệp Quân Lâm không buông tha cái này quý giá tăng lên thực lực cơ hội, ngay sau đó lợi dụng tinh mạch tôi thể, thực lực lại lần nữa đại biên độ tăng lên. Hơn nữa Diệp Quân Lâm từ binh si trong miệng biết được, trung vực lớn nhất trung tâm thành chỉ tên là Côn Luân Thành, là toàn bộ Côn Luân khư mảnh đất trung tâm. Mà cấm kỵ một mạch chính là Côn Luân trong thành nhất cường đại thế lực, cũng là Côn Luân khư chúa tể tồn tại. Trong đó cấm kỵ một mạch nhất hưng thịnh chính là Lý Gia, Lý Gia gia chủ Lý Thanh Phong thực lực khủng bố đến cực điểm vì côn luân khư mạnh nhất chúa tể. Vì cha xét tiện nghi sư phụ rơi xuống, Diệp Quân Lâm một đường hấp thu vô số tinh mạch lực lượng, thực lực rốt cuộc đạt tới đỉnh. Là thời điểm đi côn luân thành cha xét cấm kỵ nhất tộc. Diệp Quân Lâm hạ quyết tâm trực tiếp đuổi bôn côn luân thành, nhưng mà hắn mới tiến vào côn luân thành, đã bị người thông chi đi trước lý ra. Chiết làm Diệp Quân Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, liền phảng phất chính mình nhất cử nhất động đã sớm bị người khống chế, nhưng phía trước rõ ràng liền không cảm giác được có người dám thị A. À. Mang theo thật lớn tò mò, Diệp Quân Lâm đi vào Lý Gia, tiến vào tiếp khách đại sảnh liền thấy ở giữa ngồi một người lão giả, đúng là hắn tiện nghi sư phụ. Sư phụ, là ngươi, Diệp Quân Lâm cảm giác không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lý Thanh Phong cười nói, tiểu tử thúi, còn tưởng rằng ngươi đã quên lão tử đâu. Thế nào, này một đường rèn luyện còn thoải mái lý thanh phong tươi cười thân thiết cũng như lúc ban đầu thứ gặp nhau bộ dáng làm diệp quân lâm một trận hoảng hốt hai người xúc đầu gối mà nói diệp quân lâm lúc này mới minh bạch trong đó nguyên do lúc trước lý thanh phong là vì tìm người nối nghiệp vẫn luôn đang âm thầm hộ tống diệp quân lâm vừa vặn diệp quân lâm cùng lý thanh phong tuổi trẻ khi trải qua cực kỳ tương tự đều là bị bãi bỏ người hơn nữa diệp quân lâm thể chất vừa vặn thích hợp công pháp lúc này mới lựa chọn truyền đạo thụ nghiệp quân lâm kỳ thật Côn Luân Khư ở ngoài còn có thế giới, nơi đó có vô số chân chính ác ma, mà Côn Luân Khư chúa tể sứ mệnh chính là bảo hộ. Bất quá người yên tâm, những cái đó thiên ma đã bị lão tử đánh chạy, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng ngóc đầu trở lại, nhưng là về sau phải nhờ vào ngươi. Còn có, ta tại thế tục giới cũng phái thân tín tìm kiếm dị năng nhân sĩ, tăng thêm huấn luyện làm cho bọn họ giấu ở người thường đàn chung, mấy năm nay cũng là vì tuyển chọn nhân tài. Nghe Lý Thanh Phong như vậy vừa nói, Diệp Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là bảo long nhất tộc lớn nhất bí mật nơi sao. Biết được hết thảy chân tướng, Diệp Quân Lâm cảm giác trên vai gánh nặng lại trầm trọng vài phần. Lão tử đều làm lụng vất vả cả đời, người liền không thể đau lòng một chút, làm ta cũng tiêu giao tiêu giao đi. Lý Thanh Phong cười mắng. Diệp Quân Lâm chỉ phải đáp ứng xuống dưới, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vực ngoại thiên ma cũng sẽ không xâm chiếm. Diệp Quân Lâm liền tính toán đi trước trở lại đại hạ, tiếp tục quá người thường sinh hoạt. Lý Thanh Phong cũng không ngăn trở, rốt cuộc có cấm kỵ nhất tộc tồn tại, cũng sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Vì thế Diệp Quân Lâm liền mang theo người nhà rời đi Côn Luân khư phản hồi Đại Hạ. Mười năm sau, Đại Hạ một tòa nghỉ phép hải đảo thượng. Quân Quân đã trưởng thành vì một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mà nàng đang ở dậy dỗ hai cái tiểu nam hài ở tu luyện. Tiểu kiếm, tiểu tiên, các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Ở như vậy nói ta khiến cho Thanh Long thúc thúc giáo các ngươi. Quân quân sụ mặt nói. Hai cái tiểu nam hài tướng mạo tương tự, ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng, đúng là lý tử nhiễm vì Diệp quân lâm sinh một đôi song bào thai Diệp kiếm tử cùng Diệp tiên tích. Diệp kiếm tử cùng Diệp thần tiên tích bận rộn lo lắng nghiêm túc tu luyện, bọn họ biết rõ thanh long thúc thúc huấn luyện cũng không nương tay, xa không có tỷ tỷ tới ôn nhu. Diệp quân lâm nhẹ nhàng ôm lý tử nhiễm nhìn nơi xa cảnh tượng, trên mặt toàn là hạnh phúc y cười đến nỗi ba cái hài tử nãi nãi cùng bà ngoại ông ngoại còn lại là vẻ mặt lo lắng. Thời gian luôn là quá đến quá nhanh, trong chớp mắt bọn nhỏ đều lớn như vậy. Lão đại, ta hiện tại đã mau đánh không lại tiểu phàm cùng tiểu thần, thúc thúc uy nghiêm thực mau liền bảo trì không được. Người đã sớm giữ không nổi được chứ, quên sớm tại 10 năm trước đã bị quân quân ấn trên mặt đất cọ sát. Tiếng bước chân cùng chiêu chọc thanh lần lượt truyền đến, Diệp quân lâm quay đầu nhìn lại, liền thấy là thanh long chu tước năm người sóng vai mà đến ở phía sau còn đi theo Chu Nam Yên cùng Văn Lôi. Ca, nói tốt cho ta giới thiệu cái tuổi trẻ tài tuấn, như thế nào còn không thực hiện đâu. Khi nói chuyện Chu Nam Yên đem tẩy tốt trái cây đưa qua, Diệp Quân Lâm không chút khách khí cầm lấy cái quả táo gặm lên. Người này ánh mắt quá cao, thanh huyền thần tông vị kia thiếu tông chủ không phải khá tốt, còn không phải hoàn toàn đi vào người pháp nhãn. Diệp Quân Lâm trợn trắng mắt nói. Lý Tử Nhiễm đề nghị nói, không bằng tới cái luận võ chiêu thân đi đồng ý tử nhiễm nói. Văn lôi bận rộn lo lắng ồn ào nói. Diệp quân lâm nhún vai nói, ta không sao cả, các ngươi vui vẻ liền hảo. Mọi người cười vang, bọn họ nhìn xa nơi xa, mặt biển gợn sóng bất kinh. Không trung sáng sổ ánh nắng tươi sáng, lại là cái khó được hảo thời tiết. Diệp quân lâm quá thượng muốn sinh hoạt. Người nhà, bằng hiếu, huynh đệ, đồ đệ toàn bộ tại bên người. Cảm giác thật tốt. Như vậy vô ưu vô lượng sinh hoạt nên vẫn luôn đi xuống. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chuyện chiến thần Trấn Quốc, Diệp Quân Lâm.